tay cho tôi hỏi, chuyện gì vừa xảy ra ở đây không? Cái gì mới ra đánh dữ vậy? Anh ơi, mà dân khu này dữ thiệt anh. Đúng. Ghê thiệt. Phải ghê như vậy mới xứng đáng cho 2-3 ngày qua anh em chúng ta ở đây để học hỏi, để trở thành người trong giang hồ. Ôi! Quá! Anh Cường! Đánh em vậy? Mày nhây, tao giận chào một lần thôi, đừng có nhây như vậy. Dạ, em biết rồi anh. Anh ơi, hồi nãy đã lắm anh. Em tận mắt chứng kiến, thấy hai băng giang hồ đánh nhau, đã hơn là đã luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Một bên cầm cái tô, một bên cầm cái bô. Ây da! Đánh nữa. Mày dơ. Em nói gì đâu mà dơ? Cái bô. Trời ơi, cái bô xe đó, trời ơi. Tao sai. Anh, đã thiệt anh ơi. Ôi, công nhận như hai băng đánh nhau y như trong phim em coi vậy. Anh biết không? Trước khi đến gặp anh, em đã xem rất nhiều bộ phim. Chồng em thích những bộ phim Người trong giang hồ. Thôi, đi thẳng 100m vào trái. Dạ. Dạ. Ủa mày chi vậy anh? Gặp vũ đoàn. Ôi trời ơi, tự nhiên ra gặp vũ đoàn. Em làm giang hồ phải làm vũ công đâu. Mày làm giang hồ hả? Mày ra đi, mày đứng mày nhảy hoài vậy? Dạ em tạo nét vậy thôi. Học thành không lo thành. Tối ngày rồi tập tành làm giang hồ làm cái gì hả? Anh, tụi em rất là chịu học, nhưng tại trường không chịu dạy thôi. Sao? Tại vì 3 năm nay em thi đại học điều rớt. Tụi em cũng vậy. Chính vì vậy, từ nay tụi em không theo học nữa. Tụi em quyết định trở thành người trong giang hồ. Ôi! Đi thẳng 100m vào trái. Dạ. Quay! Quay! Ôi! Ta nói làm giang hồ chứ phải làm vũ công đâu. Làm giang hồ chứ để đứng nhảy hoài vậy? Thì em là tạo nét vậy thôi. Nè, tụi bay lúc nào cũng muốn làm giang hồ, làm giang hồ hết. Dạ. Vậy tụi bay có biết người trong giang hồ thì cần làm những gì hay không? Đi thu tiền góp, đâm thuê, chém mướn. À, cho anh tán em. Cái đó là chuyện của mấy thằng cu hồn thôi. Giang hồ là không làm mấy chuyện đó. Chứ giang hồ làm gì anh? Nói đến giang hồ thì phải nói đến nghĩa khí. Không được ỷ mạnh hiếp yếu, phải xả thân vì anh em. Đầu đổi trời, chân đạp đất. Wow, wow! Anh Cường! Làm giang hồ phải có số má. Dạ, 0909777999. Mày đang đọc cái gì vậy? Dạ, số điện thoại má em đang xài á. Số má của mày đẹp lắm, nhưng mà tao không có nói cái số má của mày. Ý tao nói đây là cái đẳng cấp, cái bản lĩnh giang hồ, để hiểu không? Chỉ là cái đẳng cấp, cái bản lĩnh thôi. Anh à, anh đi kiếm khắp 12 quận huyện, 36 phố phường, có thằng giang hồ nào mà giỏi nhạc lý như em không? Ồ ồ ồ ồ, cái hồ, à à à, cái gà, y y y, cái lì. Ngoài ra, em còn nghiên cứu rất kỹ. Để trở thành người trong giang hồ, chúng ta cần phải thể lực dồi dào, sức khỏe cường tráng. Vì vậy mà tụi em đã học hỏi rất nhiều bộ môn thể thao. Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, xà đơn, xà kép, cử tạ. Cuối cùng bọn em chọn bộ môn khiêu vũ. Những ngày đó ta say đắm, nồng ấm vai kề bàn. Ta dệt bao hoa ngâm đắm say, đôi trái tim bật đầy ấm đầy. Lại biết cha anh Cường, tụi bay làm gì vậy? Tụi em không thể nào đứng cao hơn anh được. Không thể dạng lên, không thể. Còn lại biết cha đứng lên hết đi, tôi mệt với cha quá rồi. Làm gì vô đây, làm gì đứng như muốn nhảy nhung nhảy hoài vậy? Anh à, anh nói vậy là anh không hiểu rồi. Anh em mình trong giang hồ sau những giờ phút đâm chém mệt mỏi, rất là căng thẳng,
chúng ta cần phải giải trí. Đúng. Chính vì vậy tụi em mới quyết định chọn bộ môn khiêu vũ. Rất vui cho anh đó. Ấm vai kề vai, ta dệt bao hoa cánh đồng. À! Anh Cường! Ơi, vừa đúng rồi. Người trong giang hồ thì phải có một cái tên trong giang hồ. Dạ. Anh phải có tên giang hồ không? Em tính lấy cái tên của em được không anh? Lâm Thắng à? Dạ đúng vậy. Cái tên Lâm Thắng là tên đầy ý nghĩa. Lâm có nghĩa là lâm trận. Lên đi mấy bông. Thắng có nghĩa là thắng cái kia. Bỏ đi. Không có được anh ơi. Cái tên đó nghe cũng nghe kỳ quá. Tự nhiên ra đụng anh em đánh lộn cái mình né không mà không được. Anh có tên khác đặt cho em không? Thôi được rồi. Để anh đặt cho mày một cái tên đầy đủ ý nghĩa. Nói về giang hồ thì quan trọng nhất là nghĩa khí. Bởi vì vậy khi anh em chúng ta lâm trận thì phải coi anh em ở trong tâm như anh nè. À, vậy là em biết anh nên lấy cái tên gì rồi. Tên gì? Lâm Tâm Như. Cái gì vậy? Mình ra giang hồ mà lấy Lâm Tâm Như đó, diễn viên nữ nghe nó yếu lắm. Mình phải lấy tên thiệt là mạnh mẽ, đúng không anh? Ừ. Em nghĩ ra cái tên cho mình rồi. Tên gì? Lâm Tâm Như anh Cường. Mày mới vừa nói gì? Tên gì? Lâm Tâm Như anh Cường. Vậy rốt cuộc mày tên Như hay là tên Cường? Như anh Cường. Vậy là mày làm anh tao luôn hả? Sai rồi. À, vậy thôi để em đổi tên khác. Em lấy lại tên em đi. Lâm Thắng nghe hay lắm anh. Lâm có nghĩa Lâm trận, thắng là giành chiến thắng. Hồi nãy mày nói Lâm Thắng là ra trận là thắng kiệt kiếp. Giờ nói Lâm Thắng ra trận chiến thắng. Dạ đúng rồi anh, chẳng qua do cách suy nghĩ của mình thôi. Giỏi lắm đại ca. Giỏi lắm. Bởi vì anh nói tụi bay còn yếu lắm, chưa có ra giang hồ được đâu. Anh nói cho mày biết, ra giang hồ là phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Em chấp nhận. Và anh để anh nói cho sẽ mày biết. Là người đàn ông của đời em. Anh đã... Anh Cường, mày làm gì vậy? Anh nói ra giang hồ phải đánh đổi. Em đổi rồi đó, anh đánh em đi. Ý tao nói á là nhìn cái bản mặt của mày nè, búng ra sữa luôn đó. Em hiểu rồi. Anh uống em đi. Sẽ là người đàn ông. Thôi tài chơi. Tại sao em lại đánh anh? Và anh sẽ là anh người đàn ông. Và anh tôi đi sẽ... Tao tỉnh rồi. Tao tỉnh rồi. Anh tỉnh. Anh Cường, anh nói tiếp đi, em tỉnh rồi anh Cường. Ý của tao nói là mày ra xã hội, mày ra giang hồ là phải có máu mặt, phải có hình xăm. Mày hiểu không? Máu mặt, hình xăm. Ủa là sao anh? Nói chung là nhiều thứ lắm. Để từ từ anh dạy mày. Dạ. Rồi bây giờ bài học. Bài học đầu tiên của tụi bay là đi lấy cái thao. Dạ. Dạ cái thao. Cái thao đâu? Lấy đi. Bên đây nè anh, bên đây nè. Anh có rồi anh. Em lấy cái thao nè anh. Mình đi thu tiền góp đúng không anh? Mày điên hả? Thu tiền góp lấy cái thao chi? Ủa chứ đi lấy cái thao làm gì? Giặt đồ. Wow. Làm giang hồ mà đi giặt đồ. Không có bài học nào mà vô ích hết á. Giặt đồ đi. Dạ em biết rồi anh. Em đã hiểu rồi. Muốn làm giang hồ thì phải giặt đồ. 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 Ý anh Cường nói tụi mình đi giặt đồ là gì sao? Sao bởi anh? Cái động tác giặt đồ này nó giống như động tác mài dao vậy đó. Sau này chúng ta ra giang hồ, chúng ta sẽ mài dao thật bén, rồi chúng ta sẽ cùng xông pha trận mạc. Wow! Mày học vô ích đâu. Làm đi. Dạ. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Quá giờ. Dốc. Dốc. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Rất giờ. Dốc. Dốc. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Mình hết đồ của anh Cường rồi. Không sao,
chúng ta sắp giàu có rồi. Dạ. Sau này chúng ta hãy mua đồ mới. Em hỏi ai giục cái quần anh đầu em? Ở đứa nào giục cái quần anh đầu nó vậy? Là em. Tại sao vậy? Mà anh Cường dạy là ca giang hồ phải nghĩa khí, anh phải giúp đỡ em chứ. Ừ. Ê dốc, bộ hết cái gì để đội, sao đội quần vậy cưng? Kiếm cái khác mà đội đi chứ. Lấy cái quần của ai có xin phép người ta chưa? Còn đây là ai đây? À. Dạ có thiên còn tao hả? À! À! Cái gì vậy anh? Cuối cùng tao đã có máu mặt rồi. À! Yeah! 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 Hay quá anh Lăng ơi! Yeah! 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 Tụi bay làm cái gì ở đây vậy? Cho tôi gặp thằng Cường. Ý! Gặp anh Cường! Ôi! Ông lẽ tụi nó tính vô xin làm giang hồ giống mình. Ờ. Thôi, để tao. Mày cũng gặp anh Cường à? Ê, đàng hoàng nha mày. Ê. Ê, ê. Thôi, bình tĩnh nào. Tao nói với mày một lần nữa. Tao muốn gặp thằng Cường. Muốn gặp anh Cường à? Vậy mày đã có cái tattoo chưa? Tattoo là cái gì? Cái tattoo là cái hình xăm là cái tattoo á. Vậy là mày biết cái hình xăm là cái tattoo rồi đó. Bây giờ mày nói cái hình xăm thì tao mới biết đó là cái tattoo. Vậy thì... Nắm là cái này nè. Hả? Wow. Tao nói với mày một lần cuối. Tao muốn gặp thằng Cương. Mày muốn gặp anh Cương thì mày phải có cái này. Cái gì vậy? Tụi bay bị điên hả? Cái này là tao kêu mày đưa tiền chứ không phải kêu mày sủa. Sủa? Mày kêu tao đưa tiền hả? Đưa nhiêu? 3 triệu. 3 triệu? Ừ. Cho tao mượn 3 triệu đi. Nè nè. Rồi cho tao mượn 3 triệu. Rồi đây 3 triệu đây. Thôi tính ra cũng được mày ha. Được hả mày? Quá được luôn, còn gì nữa. Giờ tao mới biết vũ đòn quẹo đi thẳng quẹo trái 100 mét ra đây nè. Ủa cái miếng này ai bày ra vậy? Đó, em đây ra. Ngay ra đây. Tụi mày bị điên hả? Tao nói với mày là cuối cùng, mày không cho tao gặp thằng Cường, tao giết mày. Mày muốn gặp anh Cường? Ừ. Thì mày phải đi lấy cái thao. Làm gì? Để giặt đồ. Đúng. Muốn làm giang hồ thì phải giặt đồ. 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 Sao Phước giặt đồ vậy anh Phước? Tụi nó bắt tao giặt đồ. Dạ 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 đúng rồi. Em mới nhận nó vô làm giang hồ anh. Dạ dạ. Anh Phước là giặt đồ chứ. Dạ anh Phước. Quên. Dạ. Nó mới lấy của tao 6 triệu nữa. Ôi trời ơi. Mới trả 6 triệu cho anh Phước đi. Chết lên. Tụi lấy 6 triệu. 6 triệu nào? Em lấy có 3 triệu đây nè. Có 3 triệu à. Anh Phước. Tụi em Út nó không biết anh Phước lấy đỡ 3 triệu anh Phước. Ê cái này là tao lấy tiền gốc đó nha. Dạ tiền gốc 3 triệu. Còn tiền lời á là tao cứng qua cho mày đó nha. Tao nói mày nghe nè. Dạ. Ngày hôm nay là tới kỳ hạn mà trả tiền cho tao. Tiền mày đâu? À, em nhớ rồi anh Phước. Dạ đây, em có chuẩn bị hết rồi anh Phước à. Đây, 1 triệu của em. Dạ, 1 triệu. Mày mượn tao bao nhiêu tiền? Dạ 5 triệu. Sao mày đưa 1 triệu? Dạ, em mấy nay em khổ quá, với lại bệnh quá anh ơi. Mày khổ thì đừng có mày đặt bệnh. Dạ, má em bệnh em gửi tiền về quê. Ô, má chú bệnh hả? Dạ. Má chú bệnh vô nói anh sớm. Dạ. Anh giúp cho chú. Dạ cảm ơn. Má chú bệnh á. Dạ. Thì kêu má chú chết luôn đi. Ôi, ôi. Thằng kia. Mày vậy sao? Mày cho ra chuyện đấy. Mày phải ông nội tao muốn nói gì nói nha. Bị bứt. Giờ sao? Anh Phước ơi, anh Phước cầm đỡ 1 triệu giùm em nha. Mai mốt em làm có tiền em gửi cho anh Phước sau nha anh Phước. Cầm đỡ giùm đỡ 1 triệu hả? Dạ cầm đỡ giùm em. Thật sự là anh khó chịu lắm. Dạ. Nhưng mà thôi, cầm đỡ chú 1 triệu đó. Dạ cảm ơn anh Phước chịu lắm. Rồi. Anh Cường. Sao anh Cường? Tao nói cho mày biết. Trong hôm nay mày không trả hết tiền cho tao, tao giết mày nha thằng chó. Tụi bay có tiền không? Đưa tiền cho tao. Nhanh lên. Tụi em làm gì có nhiều tiền vậy? Có tiền anh, mày có tiền không? Không có. Ê
Chị Phước quen ơi con. Con. Anh Phước. Ôi, chị Giang. Chị Giang. Dạ Phước. Chị Giang. Giang của em. Chị Giang á. Chị chuyện của em mà. Ủa bây, tụi em đứng lại trả cho tao. Mất công dây chuyền không có đáng gì hết. Ra giang hồ có khi mất cả mạng như kìa. Nhưng mà đó là dây chuyền của em mà. Anh Cường, anh lấy lại cho em đi. Anh mà không lấy lại thì em đi lấy đó. Mày thích thì mày tự qua mà lấy. Anh, mày muốn làm giang hồ lắm mà. Làm đi. Anh Thắng. Đừng mà. Đừng anh Thắng. Anh sợ tụi nó, chứ em không sợ. Mày, anh Cường giải gì cho tao? Nhiều đó đủ rồi. Nói là em Út, dạy cho nó bao nhiêu đó đủ rồi. Tao xin lỗi, tao đánh em Út của mày. Tao xin lỗi nha. Tao đánh em Út của mày. Để em chở anh đi bệnh viện anh Cường. Mày chết ra. Anh Cường, mày để đi đó. Làm giang hồ có đơn giản như mày nghĩ không? Có giống như những bộ phim mày đã xem hay không? Mày thấy tao không? Là giang hồ được cái gì? Không đâm người ta thì cũng bị người ta đâm. Chưa kể vào tù ra khám, có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình nữa kia. Đổi lấy được cái gì? Tao đổi lấy được cái gì? Gia đình thì rời xa, xã hội thì khinh khi chỉ trích tao. Mày thấy có đáng không? Có đáng không? Anh Cường, em không ngờ đời sống giang hồ lại bạc bẽo đến như vậy. Anh mà nói đúng rồi đó. Mày nên nghe lời anh mày đi. Anh Cường, tụi nó tới nơi cạnh rồi. Cái sao? Lần này đánh hơi mạnh nha. Xin lỗi, diễn hơi sâu. Nhưng mà không sao. Bao nhiêu đây thì có thấm thía về những lúc anh em mình xông pha chứ. Đúng, đúng không? Anh Cường, vậy là sao? Thằng Phước là bạn của tao. Em hiểu rồi. Vậy là nãy giờ mọi người đang diễn với em đúng không? Đúng, tụi tao đang gạt mày đó. Nhưng mà tụi tao muốn nói cho mày biết, làm giang hồ thì không cần phải giặt đồ đâu. Gì vậy? Anh lộn lộn. Làm giang hồ thì không có một kết cục tốt đâu. Ừ, suy nghĩ kỹ đi. Vậy là sao em? Có nghe chuyện này là sao anh Cường? Là má của mày đó. Má của mày đưa cho tao 10 triệu để dựng lên vở kịch này cho mày sáng mắt mày ra đó. Má em đưa anh 10 triệu. Mày tưởng 10 triệu mày lơ lắm mà. Tao phải bỏ ra 5 triệu tao mời đạo diễn Quỳnh Lập dựng lên cái vở tuồng này đó. Còn chưa hết đâu, tao còn phải trả cho Duy Phước 3 triệu nữa. Tao lời có 1 triệu thôi. Cái gì còn 1 triệu đâu anh? Mày không tính một chung hả? Đúng rồi. Ủa, có tụi bay nữa hả? Đi cơm mà nào. Mày thấy anh em diễn có tâm như mày hay không? Em biết rồi. Mà anh Cường ơi. Gì? Cộng dây chuyền em đâu? Trời, sao nãy nhớ dai quá. Cộng dây chuyền của chú á, thì bây giờ anh em diễn xong rồi thì chú phải mời anh em đi ăn chứ. Trời ơi. Có vụ đó nữa hả? Có sao có. Con này giỡn nó không được. Đây nè chú ơi, ai mà lấy của chú làm gì? Đây, trả chú đó. Và anh sẽ là người đàn ông của đời. Tới nữa kìa.
ơi, chị đã nghĩ được cái tên cho em rồi. Tên trong giang hồ em nên lấy là Lâm Sàng. Hiểu không? Quánh mà chết Lâm Sàng luôn đó. Nãy chị định đặt cái tên đó cho em luôn rồi đó. Dễ thương lắm em, thông minh, khôn. Cái người nào dàn dựng cho em khúc sao đó, cái khúc sao mướn đó mà mượn chúng thì mướn có 1 triệu rẻ dữ vậy. Khó nhất là một cái vở kịch mà phải có sự đồng đều, mà nãy Thắng làm rất là hợp lý, nó vô khuôn, kịch kịch. Cái này chỉ cần đứa rớt thôi, cái nó rớt luôn. Và đây là một trong những cái thể loại rất là mới, rất là hiện đại. Chị thích dễ sợ luôn á. Tiết tấu rất là tốt, cái người dàn dựng chủ đề đàng hoàng đâu chứ đó, rất là thông minh. Và chị thích những người thông minh như em. Cảm ơn em ngày hôm nay. Qua cái tiết mục này tôi mới biết nè, cố vấn được 5 triệu riêng tiền của thí không sinh. Không có nha, cái đó là cái miếng mà cho nó tố cáo tôi đó. Em rất là cảm ơn tất cả những dàn diễn viên đã hỗ trợ anh, đặc biệt là anh Duy Phước. Anh Duy Phước với sự góp mặt rất là bất ngờ đối với khán giả của Cười Xuyên Việt. Và em muốn nhắn nhủ anh một điều thôi, hãy là chính mình. Đừng có cố mà gồng gánh hết tất cả một cái gì hết. Hãy làm một cách thoải mái nhất có thể. Từ những cách thoải mái đó khán giả thấy dễ chịu thì khán giả sẽ có những giây phút giải trí và có những tiếng cười hiệu quả. Cảm ơn anh. Chồng em về. Chồng em về. Bây giờ phải làm sao? Kiếm chỗ trốn đi. Nhà em có lối thoát hiểm không? Không. Nhà em có đường hầm không? Trời ơi, đâu phải địa đạo đâu mà có đường hầm. Khùng. Bây giờ trốn à, đúng rồi. Gầm giường gầm giường đi. Cái giường không có gầm, thiết kế cái giường phải thiết kế cả cái gầm cho người ta trốn chứ. Thôi nghĩ tới cái trường hợp này luôn á. Bây giờ phải làm sao? Giờ trốn. Anh có cách rồi, có cách. Trốn vô đây không ai thấy mình hết. Không được đâu ơi, trốn đây là cả nước thấy anh đó. Mà cả nước là có 4 người, mà 4 người đó biết là thế giới biết luôn đó anh. Trời ơi, 4 người. Bây giờ phải làm sao? Cửa sổ lè lên. Ủa sao em lao? Em không lao chút xíu chồng em vô là chết luôn á. Nhà em mà. Đúng rồi, anh phải là người lao chứ. Lao đi em ơi, lao đi. Ê, không được, anh là đàn ông mà, anh không thể sống hèn như vậy được. Anh sẽ đợi chồng em về, anh đối mặt với chồng em, anh nói sự thật là anh với em yêu nhau luôn. Được rồi, nói đi anh, chồng em là võ sư đó. Anh nghĩ đi. Vô đi anh. Anh mới về. Trên đường rơi xuống, tôi nhận ra một điều. Tôi là chồng cô. Khi tiếp đất, tôi nhận ra thêm một điều nữa. Cô dắt trai về đây lăn loàn ngay trên căn giường của chúng ta. Tại sao tôi nằm bên cạnh cô mà cô la lên chồng em về là sao? Hả? Bản năng tự về. Nếu anh là chồng tôi, tại sao khi tôi la lên chồng em về, anh lại giật mình? Lao từ tầng 2 xuống bất cần thân thể. Cái đó là bản năng sinh tồn thôi. Cái đó là phản xạ tự nhiên. Tại tôi đang nằm cái cô làm tôi giật mình, chứ tôi không có như cô. Lâu chưa? Em... 1 năm? 2 năm? Hay là lâu hơn như vậy? Em cái gì? Em muốn hỏi là cái tai em có đau không? Cái tai tôi nó đau. Nó đau không bằng cái trái tim nó đau. Nằm xuống ngủ đi. Sáng mai vợ chồng dậy rồi nói chuyện sau. Vợ anh về. Vô đi. Bản năng tự vệ, phản ứng tự nhiên. Vô. Vợ ơi. Lâu chưa? Không có, tại 1 năm, 2 năm, hay là nhiều hơn thế? Vợ, anh... Anh cái gì? Ngủ đi. Sáng mai nói chuyện tiếp. Sau tất cả,
mình lại trở về với nhau tựa như chưa bắt đầu. Ai vậy? Tụi nó ở trong đó đó. Đồ gián phu gián phu. Nhiều lần tôi thấy tụi nó ngoại tình ở đây rồi. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Chồng em ngoài đó. Vợ anh ở ngoài á. Anh đâu phải chồng tôi. Em đâu phải vợ anh. Chúng ta chỉ là tình một đêm. Bà điên quá, mình là nhiều đêm rồi. Mình nhiều đêm quá cho nên là không phân biệt được ai là chồng, ai là vợ, ai là tình nhân luôn á. Giờ sao? Bây giờ phải làm sao? Cửa sổ kìa. Cửa sổ. Mở cửa đi anh. Em ơi, gãy ba chân rồi. Vô đi. Sẽ đi về đâu? Trời ơi. Ôi, nó bền bồng, nó bền bồng, sao muộn sẽ quên được nào. Yo, hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rồi nồng hãy nâng cạn ly. Bạn ơi, em ơi, anh đâu có sai. Phải rồi, anh đâu có sai. Hôm qua ai nhảy xuống ao, ai tắm dưới ao là ao cạn dồ. Gặp gần khổ đời tôi bồng bềnh để mà phê. Nhìn qua bước dài bước ngắn chẳng dễ ôi chồng cái mà là chồng. Trời ơi, ông nhậu cũng vừa vừa phải phải thôi. Ông nhậu như vậy á ruột gan làm sao mà chịu cho nổi. Chồng ơi, nói lại nghe chơi. Tôi nói ông á nhậu vừa vừa thôi. Nói mà cứ cãi. Cái giống này là ơi ơi trời ơi, ông coi đó, ông đánh tôi vậy có nợ chịu nổi không? Làm cái gì chịu không nổi? Người ta đang đi nhậu kêu người ta về nhà ăn cơm ăn nước là cơm nước đâu chưa có nấu. Nói cho vợ biết nha, đi vô trong đó nằm 10 phút mà chưa có cơm mềm mình với tôi nha. Đây. Trời ơi, sao mà số con khổ quá vậy nè. Vì sao con khóc? Con khổ quá Bụt ơi. Bụt đâu mà Bụt. Tao là hai thằng má thằng quẹo nè. Hả? Má vợ quẹo mày nhìn không ra tao mày xịn hả? Xịn cái gì bà xịn? Con trai của má làng quẹo á, nó quánh con muốn sạc luôn này chứ xịn cái gì? Trời ơi! Má! Đánh đi con, đánh đi, đánh đi! Con vợ đâu rồi? Ê, đó, má không tin phải không? Má lùi xuống, má núp xuống đi. Má coi nè, ảnh ra một cái, ảnh nói tiếng trước, tiếng sau, ảnh bợp tay con liền đó. Nấp vô, nấp vô. Nãy giờ, cơm nước có chưa? Cơm em chưa có kịp nấu. Gì? Cơm chưa có kịp nấu. Kéo nó về nãy tới giờ mày chưa nấu cơm hả mày? Bữa nay mày đã có đồng minh hả? Tao gom xuống tao quýnh hai đứa vô một chỗ luôn nè. Đứa nào đứa... Má mới lên chơi. Lên chơi cái gì ha? Tao á là tao chán già té mày ở dưới nhậu quá nói hoài không nghe. Tao mới ghé là tao giận tao bỏ lên đây tao đi bụi. Lên đây gặp mày cũng sáng sai chiều xỉn nữa hả quẹo? Thôi con nhậu có chút xíu à. Nhậu chút xíu? Tao đứng gần mày tao nghe mùi rượu nồng nặc à. Tao không ngờ bây giờ mày bể rạc như vậy. Má! Hả? Má nói vậy là nói quán cho ảnh. Đâu phải bây giờ, mười mấy năm rồi. Vui lắm mà. Hả? Để con kể cho má nghe. Ngày nào con cũng nằm kế chồng, từ ban đêm tới lúc sáng hừng đông, bỗng có tiếng gà gáy. Sao mày quánh nó? Gà gáy âm sầm ngủ không được à.
và gà con nuôi. Trời ơi, sao nữa? Chuyện này vui nhất nè. Buổi chiều con ra bờ sông, con giặt đồ. Bỗng từ xa xa chồng con đi nhậu về. Trời ơi. Dạ. Ủa, giặt đồ hả? Dạ. Ờ. Trời ơi, nó giặt đồ mà mày cũng quánh nó nữa hả? Nó ngoại tình kìa. Hả? Nó giặt cái quần này là của đứa nào, của thằng nào đâu, phải của tôi. Con giặt mướn mà má. Thằng quẹo nhà mày quá đáng lắm nha. Mày nhau quẹo, mày nhau quanh vợ với quanh con nha. Trời ơi, mày nhau nha, mày sai chị mày đứng im đó cho tao. Nè con dâu. Dạ. Bữa nay có má ở đây rồi, má sẽ làm chú cho con. Dạ. Trói nó lại. Hả? Con sợ. Có má ở đây rồi, tao đổ nó dám làm gì mày. Trói nó đi con. Má nỡ giao con cho sói hả má? Sói gì mà sói? Ông quẹo, bữa nay tôi quánh ông tự quẹo thành thẳng luôn. Tới luôn con. Dạ. Nè, lúc mà má về bà lo bà đi rửa hình thờ là vừa đó. Không. Thà một phút huy hoàng còn hơn ăn tát suốt trăm năm. Quẹo ơi. Đó, má ơi. Má ơi, má ơi, cứu con. Má ơi, trời ơi, cái gì vậy? Má nở nào, má lên đây, má nấu cháo cho giặt. Má để vợ con đi xử con vậy hả má? Xong chưa con? Má, con trói xong rồi đó. Bây giờ mình hỏa thiêu luôn đi má. Ê, con tao mình hỏa thiêu vậy? Chứ cột làm gì? Cột đó, bắt nó đứng đó, chứng kiến mẹ con mình. Má tính làm cái gì con? Má ơi, con không biết nhậu. Đúng rồi đó má, má nghĩ sao má từ dưới quê lên đây má xúi vợ con nhậu vậy má? Không. Má. Có má. Mình nhậu tới nóc luôn đi má. Trời ơi. Rượu đã có, mồi đâu sao không thấy. Muốn mồi có mồi. Trời ơi. Còn rượu má kiếm đâu ra? Má giận ông nhậu quá. Má lấy hết rượu của ông đem lên đây không cho ông uống nữa luôn. Ủa? Vậy hả? Vậy còn hai trái cốc? Má ôm can chạy trước. Ổng nói gót ổng chọi cốc theo sau. Chọi bao nhiêu má chụp bấy nhiêu. Gom từ nhà lên tới bến xe là được 4 cái cần xe. Bán được 1.2 triệu. Má ôm tiệm dông thẳng lên đây nè. Vậy còn hai trái sao má không bán luôn đi? Hai trái này còn dư, má kẹp trong cánh hơi hăng, ta không có mua. Trời ơi má ơi. Má ơi, má từ dưới quê má lên đây, má dạy cái gì không dạy, má dạy vợ con ăn nhậu rồi đối phó chồng là sao má? Mày nín đi. Tôi nói cho ông biết, mấy ông nói gì, đàn ông mấy người nhậu được hả? Tôi cũng nhậu được. Đúng. Thậm chí, tôi còn nhậu lầy hơn nữa kìa. Trời ơi, phụng tôi nhớ vợ tôi sẽ lạc lạc nè, bà con ơi qua đây phụng tôi nhớ. Ôi, nó gặp gần. Nó gặp gần, rồi đời sẽ đi về đâu. Ôi, nó bền bồng, nó bền bồng. Trời ơi, sẽ thương được nhau. Yo. Hãy nhịp nhàng, rượu nồng hãy nâng cạn ly, con ơi. Trời ơi. Con ơi, má đâu có sai. Phải rồi, má không có sai. Hôm qua, ba má quánh nhau, rủ đứa con giàu
ly. Nhẫn hoài để làm chi? Rồi đây chừng nào tận này, thôi tôi xin lìa cái cuộc đời này. Ai? Bà mới nói gì đó? Con nói gì con? Ý con là con muốn chết. Mày giấu chuyện mày sáng rồi mày cầm chai thuốc rầy chi vậy con? Con sống với ảnh mười mấy năm trời. Ngày nào ảnh nhậu, ảnh về ảnh cũng lôi con ra ảnh đánh con hết. Thì coi như cuộc đời của con cũng đã chết rồi đúng không? Đúng. Mà nếu như bây giờ con có chặt bụng con bỏ ảnh đi nữa thì con cũng đã lỡ làng rồi. Từng tuổi nay ai mà lấy con nữa đúng không? Phải. Nếu vậy thì tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Trời ơi, má ơi, cứu con. Má buông ra, chở con lại. Má buông ra. Trời ơi, tao hối hận tao lúc mày nhậu. Trời ơi, lấy con vợ mày ra. Buông ra. Trời ơi, cởi trói cho con lẹ đi. Trời ơi, cởi trói. Trời ơi, đừng có uống vợ ơi. Cởi trói cho con lẹ đi. Đừng, đừng, đừng. Vợ ơi, má ơi, nó uống vợ chạy rồi. Trời ơi, làm sao? Trời ơi! Gọi cấp cứu cho con! Gọi cấp cứu! Trời ơi! Nó sụi bọt rồi! Con dâu ơi! Mày... mày giết nó! Mày giết nó rồi con ơi! Má! Con biết tội con rồi! Để con chết theo nó để con tạ lỗi với nó nha má! Quéo! Quéo ơi! Này Siro mà! Ủa vậy còn cái thứ mà nó sùi bọt ra trong miệng vợ con là cái gì? Thì mày hỏi nó đi. Xe sủi bọt. Vậy là bà với má là toan à? Lừa tôi hả? Ta. Mày nha mày, hả quẹo? Mày nha mày, mày vừa phải thôi nghe mày. Con vợ mày á, nó nhậu một bữa nó quậy á, mày mệt không? Dạ mệt. Đó, vậy mà anh quậy tôi mười mấy năm trời. Rồi hả, mày say xỉn, mày quánh nó bốc, nó ức rồi, nó uống thuốc, nó chết đó. Mày có đau không? Dạ đau má. Đó, anh nhậu riết rồi anh có chuyện gì tôi cũng đau vậy. Người chết là hết, người còn sống ở lại mới khổ thôi con à. Mày chừa chưa? Dạ má ơi, má ơi con chừa. Từ nay con không có uống rượu nữa đâu má. Con hứa với má con tu tâm dưỡng tánh. Anh xin lỗi vợ, tha lỗi cho anh nghe vợ. À hi hi đồ ngốc. Ủa dạ. Chi vậy má? Về quê làm y chang vậy cho ông già tía mày chưa? Trời ơi! Vậy là vợ chồng mình trở thành thánh nhậu. Em đi nào ơi! Em có sao không? Trời ơi! Không còn chỗ nương thân. Không còn đường lẩn trốn. Em cổ quên nghi sân ơi, nghi sân. Thân lộ! Nghi sân! Thôi đi! Nhắc cái tên mới nhớ. Dường như là cha mẹ mình biết mình mê bài trong bụng hay sao đó. Đặt tên anh hai là Nghi Sưng. Tao nói mê đánh bài, đặt Nghi Sưng hả? Đang đánh bài mà ta nghi. Người ta nghi là giấu bài, tao quýnh sưng mắt. Chịu nổi không? Còn em tên là Tấn Lột. Quýnh cây nào là người ta tấn vô tường, ta lột sạch đồ hết trơn. Em cứ nghĩ đi. Mấy ngày hôm nay anh em mình cứ lòng vòng lẩn quẩn ở đây, chơi lần nào cũng thua hết. Chắc chắn là cái phong thủy của mình bị mắc phong long rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình phải đốt phong long cái phong thủy này thôi. Đốt rồi. Đốt trái trụi luôn cho em. Đúng. Anh hai, bây giờ á, mình phải lật ngược thế cờ. Đúng. Mình phải làm cho gì của mình sáng mắt ra. Đúng. Chơi ở đâu anh hai? Có chơi thì chơi đằng xa, đừng chơi đằng gần vì quýnh chết cha. Chứ bây giờ mình qua bển. Qua bển đó anh. Theo em. Vậy hả? Đi. Lên xe. Đây. Anh ơi, từ từ lên đi. Em không sợ bị tóc đậu đánh đi. Tới rồi. Tới rồi. Ta đàn nà mai tập bà đai ca la ta tuôn nà. Ta nai tập bòi la ta nai cái nai cột nôi. Xuất ta là cái nà mà nôn nà. À bài cái xuất ta lại tắp bà là mà nà nai. Nghe cái nhạc á là biết qua tới bển rồi đó. Qua tới bển rồi em à. Chết rồi, mình không có tiền.
Tiền nè. Tiền gì vậy anh? Cho mượn. Nhưng mà tụi em không có tiền trả anh thì sao? Yên tâm đi, anh biết nhà của mấy đứa mà. Vô đây, vô đây, vô đây. Ê, cho tiền. Chị hai ơi, có gà tới. Đi về con. Dạ. Ủa anh Lan, sao về vậy? Đi lộn trường rồi. Dạ. Không các con ơi, đúng trường rồi, nhưng đây không phải là trường học. Ủa trường gì vậy cô? Trường bài. Tao đề nghị tao bay nè, chơi một giác ăn thua quyết định, gọi là cào dùa đó được không? Là chơi hết tiền luôn hả cô? Không sao đâu, chắc chắn mình sẽ thắng mà. Thắng không anh ơi? Thắng. Giờ chơi không? Chơi. Đặt tiền. Đặt. Hết. Sao bài? Ghé bài. Nặng bài. Em nặng đi, nặng đi, cố lên em. Nặng đi. Nặng. Nặng đi. Cái gì vậy? Mày sao đâu á, nặng bài như nặng bộ kìa. Đúng rồi nè. Đúng cái gì? Đưa đây. Trời ơi, ra con mười luôn rồi trời. Trời ơi, mỗi hôm mười nốt bù rồi. Nín, mày bị điên hả? Còn hai lá nữa mà bù cái gì? Nó bây giờ là con mười rồi, bây giờ lật lên con tay mới hết hồn nè. Hai, ba. Trời ơi, tay luôn rồi. Anh hai, lát nữa có khi nào á thêm con tay nữa mình ba cào nữa anh hai. Ba thoát bộ bài trong thọng bây giờ đó. Không em ơi. Bây giờ là phải nhọn đầu, hiểu không? Một, hai, ba. Nặng bài. Mày chế, mày chế. Bên này kêu nặng bài, mày chế. Ủa vậy hả? Nói ra, nặng bài. Có hình ăn nút. Có hình ăn nút. Gớm sao? Trời ơi. Anh mặt buồn mệt ngoài quê. Khóc cái gì mà khóc hoài. Thôi bây giờ thua keo nền bài keo khác, bây giờ đi về đi, mốt gỡ lại đi. Ai không đưa? Đứng lại, trả tiền. Tiền gì anh? Tiền gì? Bây giờ nãy cho mượn. Ủa nãy qua bển mới trả mà. Bển nào? Ở đây chị hai. 500 anh em đâu? Dạ. Bao giây tôi biết. Dạ. Tôi xin gì tôi lại gì ơi. Tôi nghe tao hỏi nè. Dạ. Tụi bay cầm bài tay nào? Thì giật lên này. Mày có một cánh tay, tao có con dao phai, chặt đứt cánh tay. Trời ơi. Trời, tay của ai vậy? Bộ sưu tập tay của tao đó. Dạ. Trời, bây giờ tha cho con đi, tụi con không có tiền. Bay đâu? Dạ. Đánh nó bầm dập. Chụp hình 46 tung lên ai lao quăng vô Facebook thì ba má nó cũng về. Dạ. Đứa nào mà đụng vô một cọng tóc của con tao thì đứa đó cái đầu sẽ bị sọc lóc. Ba lại. Nghi Xuân Tân Lực, hai đứa đó có một người gì ghẻ, một người gì đó hết sức là độc ác và hung dữ, đó là Tào Thị. Còn ta, Tào Hủ. Là gì ghẻ của hai đứa này? Gì? Đại ca của tụi mày đâu? Ba đây. Ba. Ba sao? Đúng là Tào Thị. Ba. Ba sao? Vô trong. Làm cái gì? Lạch tôi. Để làm gì? Trả tiền rước hai đứa con tôi về. Ê tụi bay, tao có chuyện cười kể tụi bay nghe nè. Hồi xưa ở nước ta đó, có hai thằng nó chơi xong nó thua tiền tụi bay. Vì nó đem tiền qua chỗ tụi nó về đó tụi bay. Đúng là hai thằng ngu. Trời ơi, cha con
đi làm ăn xa. Dì, dù là vợ sao, dù là dì ghẻ tụi con, nhưng dì phải quản lý tụi con, lo lắng cho tụi con mà cái máu cờ bạc ấy. Đứa con như vậy bây giờ đi nè, hậu quả như vậy nè, tiền mất tật mang. Dì tới trễ một chút là hai con chỉ còn có nửa cái mạng mà về thôi. Dì, mặc dù là dì ghẻ nhưng mà dì thương tụi con. Hồi nào giờ con thấy dì la mắng tụi con hoài à, con tưởng đâu dì ghét tụi con. Bữa nay con gặp tình cảnh nguy hiểm gì nè, dì không bỏ tụi con cảm ơn dì nhiều lắm. Dạ, cảm ơn dì. Bây giờ tao mới đúng thật là dì ghẻ đây nè. Bây giờ chị phải áp với tụi con hơn. Dì ơi, đừng gì. Chị phải khắc nghiệt với tụi con hơn. Đừng gì ơi. Chị sẽ quản lý tụi con nhiều hơn, làm đủ mọi biện pháp để cho tụi con bỏ đi cờ bạc. Chẳng thà là dì mang tiếng áp còn hơn là để hai tụi con thành bát thằng bát. Cảm ơn mấy đứa nha. Em gửi chúc mơ. Đỉnh nó uống cà phê. Thôi khỏi anh ơi nè. Nè cái khu này nè em là chủ. Dạ. Anh thấy phần trình diễn của em sao anh? Fantastic. Wonderful. Class of Titan. Đây là world class đấy ơi. Ủa mà anh nói gì vậy anh? Khen em á. Vậy em tam giác anh nha. Tam giác? Dạ. Tam giác là... Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt. Đánh nhốt là đốt cánh, đốt là thiêu, đánh là cành. Thiêu cành là thanh kiều là cảm ơn. Là em cảm ơn rồi đó anh. Cảm ơn thôi mà em nói gọn không được hả? Nhưng mà không sao, thích cái sự dài dòng này của em. Tuyệt vời! Thì có anh. Yeah! Yeah! Vậy là em đậu rồi. Không, em rớt bé. Rớt nha. Ủa anh ơi. Anh mới khen em xong cái anh nói em rớt là sao anh? Tại tao dè mày không dè, tao cho mày rớt. Anh ơi! Thấy gì chưa? Đồng hồ cột vô cọng dây. Không bé ơi, cọng dây cột đồng hồ chứ không có cái đồng hồ nào mà cột cọng dây hết bé ơi. Anh đã bị thôi miên. Em nói cái gì anh phải làm theo cái đó. Rõ chưa? Rõ. À, cho em đậu đi anh ơi. Không. Em đậu đi anh ơi, đậu đi. Không. Đậu đi anh ơi, đậu. Rất là giỡn mặt từ nãy đến giờ nha. Em đi vô casting mà em không có đàng hoàng. Đi về đi. Năn nỉ anh luôn á, nãy giờ là em giao đãi em làm không khí nó sôi nổi thôi. Bây giờ em mới thật sự làm diễn nè. Không, đi về. Anh đi mà cho. Nó đi về tránh ra đi một bội quá trời. Cái thằng này nói gì vậy? Cái thằng vô dụng này. Có vậy mà cũng làm không được nữa. Bé ơi. Anh biết gì không? Không. Em chưa nói sao anh biết? Nói đi bé. Từ nhỏ em đã có ước mơ trở thành diễn viên. Hey. Một diễn viên. Là một diễn viên hết. Diễn viên. Tao thấy được bi kịch của cuộc đời mày rồi đó. Bi kịch gì? Mày đòi diễn hài mà mày lấy miếng người ta. Mày nhìn xuống dưới đi. Không nhìn đâu, không nhìn. Áp lực cái gì không có được. Diễn không được thì đi về. Không về. Em phải tự tin lên. Áp lực là rớt. Lạc quan lên. Đúng rồi. Anh thích cái sự lạc quan này của em nè. Dạ. Tuyệt vời. Dạ, vậy làm đậu không anh? Không, em rớt. Ủa anh ơi, là nãy giờ anh vẫn giữ vững cái hoàn cảnh quy định của anh vậy luôn hả? Em làm khùng làm điên quá không, trời em. Cái đó là em làm khùng làm điên. Ui. Ha. Còn bây giờ anh muốn làm tỉnh làm táo anh làm được không? Dạ được. Làm gì? Em làm thực vật. Thực vật có gì đâu làm. Em vẫn làm được. Thực vật làm cái gì? Là nấm mèo. Làm. Dạ. Nấm mèo ở chỗ nào vậy? Trời ơi anh. Nấm. Nấm mèo.
anh làm gì vậy anh? Nắm đầu mày á. Em thể hiện cái da thực vật nó sinh động cũng không được hả anh? Tao muốn động tay động chân với mày lắm mày. Không đó. Mà đừng có động thủ mà. Em làm động vật. Đừng có làm tao động kinh nha. Dạ. Bây giờ làm con gì? Em làm con báo đi. Con báo? Dạ. À hình dung ra con báo rồi. Con báo là động vật hoang dã này nhiều miếng để diễn lắm á. Alo. Bà già nè, tôi nói cho bà biết nha. Tôi mới báo thêm 50 triệu á bà già. Bây giờ bà chuẩn bị tiền trả cho giang hồ đi. Không thôi tôi nói qua xiết nhà, đốt nhà bà luôn á nha bà già. Dạ được anh. Con báo ở chỗ nào vậy em? Đi về. Năn nỉ một lần nữa thôi anh. Không có một lần gì á. Cơ hội em một lần. Không có cơ hội gì anh đó. Anh đừng mà đi mà. Động vật thực vật anh cho em diễn hết rồi. Em có làm được đâu đúng không? Dạ. Em diễn cái khác được không anh? Không có đi anh ơi, đi về đó, thôi còn về gớt luôn mà. Biết gớt rồi còn về. Ủa? Anh kêu em về luôn á. Chứ đam mê của em đâu? Cái niềm khao khát chinh phục ước muốn đỉnh cao của sự thành công của em đâu? Ở đây. Không thấy. Bây giờ anh cho em một cơ hội cuối cùng nè. Em diễn vai con người cho anh. Ủa, con người có gì đâu diễn anh. Con người nhưng không phải là con người. Con người mà không phải là con người. Sao làm không? Ủa mưa axit hả bé? Ồ dạ. Mưa axit hả? Dạ đâu có, cái đó là cái idea, cái ý tưởng trong người em nó ra vậy nè anh. Nữa rồi. Là bây giờ em có cái idea rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thực hiện hóa nó lên cho anh xem được không? Dạ. Đúng rồi, mình diễn con người là mình phải chuẩn bị cho kỹ cái... Có bạn diễn hỗ trợ mình mới... Ủa em làm gì ở đây vậy? Ờ, bé ơi. Ôi trời ơi, mày làm cái gì rồi? Trời đất ơi, tập bài thôi mà mày đánh nó dữ vậy. Cái nào diễn zombie mà sấn sấn rồi. Thì người ta diễn vậy mới độc đáo. Ê, mà thấy độc đáo thiệt nha. Cái màn hóa trang này là giống y thiệt luôn á. Thiệt, máu thiệt mà. Cái gì vậy? Ôi ơi, mày ra mày xin lỗi nó đi. Cho tao xin lỗi nha, nó hơi quá tài. Gì đâu, mấy này nó nhỏ nhặt không à. Chuyện nhỏ. Mà mày thấy cực không vậy? Cực gì? Tự nhiên đang làm TikTok ngon lành, tiền nhiều nữa. Sao mày không làm tiếp đi, đi thi mấy đàn chi cho cực. Thì đúng. Làm TikTok nha, tao được nhiều người biết tới. Mà trong cái đợt dịch đó không có TikTok đi. Tao không có đủ tiền lo cho ba mẹ tao luôn á mày. Nhưng mà tao hỏi tụi bay nè, không lẽ tao làm hoài đúng không? Tao còn phải theo đuổi ước mơ của mình nữa chứ. Mà ước mơ của mày là cái gì? Ước mơ của tao trở thành một nghệ sĩ thật thụ, hết mình với nghề. Mai mốt vào tao nổi tiếng nha. Tao muốn làm người truyền cảm hứng cho mấy bạn trẻ giống như tụi mình vậy đó. Ê, yeah, hay nha, hay được á. Cứ cố gắng hết mình, thành công sẽ tới nha. Ok. Chuẩn bị tao đi thi rồi, tụi bay gán phụ đâu á nha. Ây da, đau bụng quá. Trời ơi, ăn cái gì hả? Ồ vậy thôi, tao thi mình luôn rồi. Ê, giỡn rồi. Giỡn nữa, mày đặt giỡn nữa. Hên quá vẫn còn. Tưởng Axi mạnh quá văng nguyên cái sóng mũi giả ra ngoài rồi chứ. Bởi vậy mấy đứa nhỏ nó chửi tôi hoài à. Nó nói tôi già rồi còn ngựa ngựa đi sửa mũi làm gì. Mà thấy kệ tôi đi, tôi có tiền mà đúng không? Tôi giàu có tôi để làm gì? Miễn sao mình già, mình sống, mình yêu đời, mình lạc quan, mình đi ra đường, mình tập dưỡng sinh vậy. Vậy là mình sống thọ là được rồi, đúng không à? Dạ, chào bác. À, chào cậu. Nè, tránh xa tôi ra 5 mét nha. Ủa gì vậy bác? Hả? Tôi đề phòng. Đề phòng gì? Tôi đề phòng ăn cướp. Ở đây công viên ăn cướp dữ lắm ạ. Ủa, bộ bác giàu lắm hả? Không biết có giàu hay không, nhưng mà có tiền gửi ngân hàng giống Minh Nhí. Cướp đây. Mày mới nói gì? Mày mới nói gì? Ăn cướp đây. Bớ người ta ăn cướp. Bớ người ta ăn cướp. Thôi. Cướp. Làm cái gì hả?
Bây giờ nghe cho rõ, từ trên xuống dưới, có cái gì quý giá nhất đưa ra đây. Cũng câu nói này, cách đây 50 năm, tôi cũng vào công viên này tôi tập thể dục. Lúc đó tôi vừa tròn 16 tuổi, bỗng nhiên xuất hiện một anh ăn cướp đẹp trai. Cái thằng trẻ trâu kia. Dạ. Trên ngực của mày đó. Dạ. Có cái gì quý giá nhất đưa ra cho ta? Dạ không có gì hết trơn á, đừng cướp em. Cái gì mày giận mặt với tao hả? Em bóp cổ mày chứ. Đừng có bóp cổ em. Em đã nói rồi mà, đừng có bóp cổ em. Nè nha, tôi không giỡn mặt với ông bây giờ. Cậu bình tĩnh đi cậu. Bây giờ trong người ông có cái gì quý giá đưa ra đây, không tôi giết ông. Tráng sĩ! Tráng sĩ ơi, trước khi tráng sĩ xuống tay, tráng sĩ có nghĩ tới hình ảnh người mẹ của tráng sĩ hay không? Mẹ! Con! Mẹ! Con có biết rằng lúc mẹ mang thai con, mẹ chịu rất nhiều đau khổ và tai tiếng. Không chồng mà có con, mẹ mang tiếng là chữa quan. 11 tháng mà không chịu chui ra, mẹ lại mang tiếng là chữa trâu. Nhưng không sao, mẹ bỏ hết, mẹ gạt qua thị phi hết, mẹ ráng mẹ đẻ con ra. Để làm chi? Mẹ nuôi con lúc khôn lớn, để con người thành một cái người có ích cho xã hội. Nhưng không ngờ con trở thành một thằng ăn cướp, đồ bất hiếu. Thôi, con đừng khóc nữa mà. Mẹ thương con. Quay đầu là bờ nghe con. Về với mẹ, mẹ sẽ lo lắng cho con, mẹ sẽ nuôi con, mẹ sẽ ăn thịt con. Cậu bình tĩnh cậu. Cái gì cái gì? Mẹ nào mà ăn thịt con? Mẹ gì lây vậy hả? Không, tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ cái hình ảnh mẹ cậu thôi. Nè, tôi không có giỡn mặt với ông nha chưa. Bây giờ trong người ông có tiền bạc gì á, đưa ra đây, không tôi giết ông chứ. Tráng sĩ, trước khi tráng sĩ xuống tay, tráng sĩ có nghĩ tới hình ảnh người ba nông dân của tráng sĩ hay không? Mẹ! Con! Mẹ! Con của ba! Tại sao ba bỏ mẹ con? Tại vì lúc đó ba nghèo quá, ba không có đủ tiền để mà nuôi mẹ con của con, cho nên ba nhuột quá, ba bỏ làng ba đi. Nhưng mà ba đi đâu? Con! Ba! Giang! Ba! Ba xin lỗi con, ba có lỗi với con nhiều lắm. Về với ba đi, ba sẽ bù đắp cho con. Ba sẽ lo cho con, ba sẽ nuôi con, ba sẽ ăn thịt con. Cậu bình tĩnh, cậu bình tĩnh. Hết ba rồi, tới mẹ rồi, ăn thịt con. Ba mẹ gì lầy vậy hả? Cậu bình tĩnh mà. Bây giờ mệt rồi nha, đủ lắm rồi nha. Nhất quyết không đưa tiền đúng không? Không có tôi trốn. Khoan. Nãy giờ tao năn nỉ quá mà phải không? Tao đưa hình ảnh ba má mày ra mà mày cũng muốn bỏ ý định cướp tao hả? Được rồi, muốn cướp phải không? Nè, mày muốn cướp tao cho mày cướp. Đó, cướp đi. Cướp tao đi.
cướp tao đi, cướp tao đi. Ôi, nè, cướp này tao nè, ơi, có, ơi, ta ơi. Có người ăn cướp. Trời ơi, có người ta, có người ta có người ăn cướp. Trời ơi, có người ta. Dạ con lại cha, dạ con lại cha, dạ con lại cha, con lại cha. Trời đất ơi, hôm nay tôi đi ăn cướp mà không có coi ngày hay gì á, để bây giờ thấy nguyên con bóng già trên cỏ xanh đã quyết định bỏ về. Nói gì hả? Dám giỡn mặt với ông già xì tiên hả mày? Muốn cướp tiền tao hả? Không có dễ đâu à. Bài không vui. Ơ kìa công tử nói vui. Cười lên mấy đứa cho vui cái nè. Thôi, trăm năm trong cõi người ta, hỗ trợ làm quá thành ra ố về. Nghe thiên hạ đồn rằng cấm kỳ thi quả, cô nương không có đối thủ đúng không? Hôm nay ta tới đây là để cho cô nương nếm mùi thất bại. Không biết lượng sức, để ta coi chàng cho ta nếm được mùi gì. Vòng một bắt đầu. Cầm nghệ ba đời gia phả nhà ta mở tiệm cầm đồ. Wow. Cầm nhà, cầm cửa, cầm xe, cầm xong đem bán người ta chuộc về. Cầm như vậy mà cũng đòi đấu cầm với ta à? Ta thắc chắc. Người cầm cái gì mà ghê quá vậy? Cầm đầu hai ả tố nha, kiều quanh giám khảo, kim quanh thi nè. Hay cái gì mà hay? Ngươi thi mà ngươi lôi người lớn vào đây thì làm sao ta làm lợi? Vòng hai bắt đầu. Kỳ nghệ. Nói như quánh cờ hả? Làm sao cô nương quánh lại ta? Ta chấp cô nương đi trước. Chàng chấp thì ta xin đi. Trời mời. Chịu tướng. Chịu tướng. Chịu tướng đâu? Nè, cái này là con cướp của ta. Ừ. À, con sĩ của ta chứ con cướp của ta. Ừ. Sao mà được? Được. Cái này là con sĩ của ta. Ừ. Không có chiếu con tướng của ta được. Được. Cái này là con sĩ của ta. Thì con sĩ là con sĩ của chàng, nhưng mà là gián điệp của thiếp cài vô. Gián điệp của thiếp, sao chàng biết? Đúng rồi, làm sao ta biết được? Thì đó, bởi vậy mới thua. Yeah! Cái luật đâu ra kỳ quá vậy? Chàng nói chàng chắc ta. À, đúng rồi. Được thôi, ván này coi như ta thua đi, ván sau ta không chắc nữa. Không chắc kệ chàng, ta thắng ta đi trước lên pháo. Hả, à, nè pháo. Quăng pháo. Lụm pháo. Đổ pháo. Trời. Chéo tướng. Thua luôn. May quá, ta vẫn còn sống. Các ngươi ý đông hết ít hả? Cái luật ở đây kỳ rất là kỳ. Đặc biệt là các ngươi rất là kỳ. Nếu mà so về kỳ thì làm sao mà chàng kỳ bằng ta được. Đúng rồi, tiểu thư ta kỳ lắm. Kệ đi, nhuộm bả đi, ruộng cãi bả. Mất công lắm. Vòng ba bắt đầu. Bây giờ tới phần làm thơ. Nàng mau đáp trả. Chơi dơ nghĩ à. Mời. Cá vàng bơi trong bể nước. Ta mà xuống nước là gặp cá vàng. Hảo thơ. Cá vàng không bơi trong nước. Bắt bỏ xuống nước, cá vàng phải bơi. Cá không ăn muối, cá ưa
Thịt không tủ lạnh 3 ngày thịt hư. Thịt hư thì mặc thịt hư. Ta ăn món khác. Chàng chờ gì vậy? Làm gì có con sao mà chờ. Vỗ tay đi mấy em. Vậy là ngươi thua. Ngươi thua rồi nha. Ủa thua thua có gì đâu. Bây giờ đấu cầm kỳ thi họa. Ta thắng vòng này nữa là ta thắng 3 trên 4 rồi. Chàng đâu còn cơ hội để mà chàng thi. Vòng 4 bắt đầu. Có người ta ăn cơm. Hả? Tiếp theo thôi chàng thi. Được cái bà họa kêu họa. Người tao băng cướp khét tiếng. Một vùng người dân trốn chạy. Chạy hả? Chạy đường nào. Tao thì mà bắt đường. Tao là phường thổ phỉ. Phước của dân lành. Tụi bay có bao nhiêu tiền hay đem hết ra. Tụi bay hãy mau nghe lời còn không chết ngay. Tụi bay là băng cướp gì mà la dữ vậy? Ha, tụi ta là băng cướp vừa ăn cướp vừa la làng bán người ta ăn cướp. Tiền đâu? Tiền đây cướp đó. Yeah. Ê, gì vậy? Chưa cướp mà. À hả? Quên anh nữa. Cướp. Yeah. Tay chân miệng lại. Thằng nào nó nói mà tự nhiên mình phải nghe lời nó vậy? Là ta! Đại ca! Tiểu điên! Chàng là cướp! À không! Không! Ta không phải là cướp! Đại ca là cướp! Đúng! Ta là cướp! Chàng là cướp! Nhưng mà đã hoàn lương! Hả? Các đệ à! Hoàn lương đi! Không! Anh em! Vàng trắng! Cẩn thận! Cười nè! Dạ. Nắm một con hụt nữa mày! Dạ. Tại sao ta biết băng cướp của chàng không có cái ăn rồi đó? Cướp gì đâu mà ra chỉ biết la làng không à. Coi con dao nè, cắt giải không đứt nó thì đi cướp ai? Đang cướp mà còn nghèo nữa. Đúng, ta biết thân phận ta nghèo, không xứng cô nương đâu. Xin cáo từ. Đứng lại. Chàng thật là quá coi thường thiếp. Chàng nghèo không quan trọng, quan trọng là chàng phải giàu. Nhưng mà chàng yên tâm, thiếp sẽ không mặc kệ chàng đâu. Bởi vì nhà thiếp rất giàu. Vậy là nàng không chê ta hả? Không, vẫn chê. Nhưng mà khi mà chàng lấy thiếp rồi á, chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng giàu nhất vùng này. Tiểu thơ có chồng. Đại ca lấy vợ. Đại ca, tôi để quyết được. Hoàng lương là tốt. Về với chị đi, làm cho chị cuối tháng lãnh lương. Hai trong năm hạnh phúc. Rồi, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là nằm trong cái bẫy của cô. Nhưng cô bẫy em. Đâu có, cô bẫy kỹ năng của em chứ không phải bẫy em. Dạ. Bây giờ em sẵn sàng chưa? Dạ, em sẵn sàng. Vô. Dạ. Lời đầu tiên cho Tín Nguyễn xin nghiêng đầu hạ cái tôi, nghiêng vai hạ gánh nặng cuộc sống, nở một nụ cười thân thiện. Chào cô giáo chủ nhiệm và cả lớp mình nha. Chào cô.
học sinh mầm non gì mà mặt mày râu ria. Cái anh này là chú bảo vệ. Ơi kiếm thêm nuôi vợ cho con cô ơi. Tin tôi làm học sinh đi. Còn mấy người kia? Cán bộ trường. Đó, mọi người vào vai học sinh. Còn nhiệm vụ của em ngày hôm nay, những cái biểu hiện của em sẽ được đánh giá và ghi nhận. Thành bại hay không là ở chỗ này nè. Em sẽ cố gắng ở chỗ này nè. Tôi ủng hộ em ở chỗ này nè. Em sẽ ra vẻ chỗ này nè. Mời em ra vẻ. Dạ. Cô chào các em. Chào cô. Ghê vậy. Trong vai học sinh đó, cười như tướng cướp. Cười lại cho tôi. Bài học đầu tiên, bài học có tên kỹ năng phát hiện. Cô cần một bạn học sinh bất cẩn. Em rất bất cẩn. Cô cần thêm một bạn học sinh dại dột. Em rất dại dột. Bất cẩn, nắm tay dại dột, dung văn dung vẻ đến ổ điện, làm này làm kia, phá này phá kia, dẫn đến chặn điện. Cô cần hai bạn của hai bạn này. Dạ. Cô cần hai bạn nữa của bốn bạn này. Với kỹ năng yếu kém của mình, cô chợt nhận ra chập điện mà đụng vào là chết cả chùm. Cô vội vã chạy đến cầu dao. Cảm ơn cô. Lúc này cũng là lúc ngọn lửa bốc lên. Một ngọn lửa hồng từ bao la, ha ha ha. Ngọn lửa tìm về với cội nguồn. Ngọn lửa bồi hồi cháy ngay. Ôi cầu nguyện, những chiến sĩ cầu nguyện trên ánh lửa bập bùng. Với kỹ năng yếu kém của mình, cô lại chợt nhận ra cháy mà đứng làm khùng làm điên là chết cả chùm. Giờ sao cô? Lấy cái mền nhúng nước. Cháy cô ơi. Băng cái mền ra. Hạ xuống. Mình, cô chợt nhận ra các con. Yeah. Theo cô. Yeah. Trái. Bên trái. Bên phải. Bên trái. Đúng rồi. Trái. Hey. Các con giỏi lắm. Các con đã cùng cô vượt qua đám cháy thành công. Bài học có thú vị không? Thú vị. Chưa đâu các con, cô còn một bài học nữa thú vị hơn. Bài học có tên nhận biết kẻ bắt cóc. Bên trái quay. Người đàn bà xuất hiện trước mặt con với dáng vẻ kỳ quặc. Người đàn bà ấy nghiêng một bên, ngẩng cao đầu, đưa tay lên trời. Người đàn bà ấy nắm tay bạn Thuận và lôi bạn Thuận đi. Người đàn bà ấy là cô Đào. Trời ơi, sao biết cô Đào rồi? Kẻ bắt cóc là cô Đào con chứ ai. Tôi nói rồi, cái tướng của tôi là quá trang cỡ nào người ta cũng nhận ra hết trơn á. Em có cách rồi. Cô Đào ơi, kẻ bắt cóc em đuổi theo cô Đào. Chắc là muốn bắt cô Đào đó bạn. Quên qua đi. Bài kiểm tra đến đây kết thúc. Cảm ơn các thầy đã hỗ trợ cho Tín Nguyễn. Cảm ơn các thầy nhiều. Ok. Cô Đào, em giỏi không? Giỏi quá trời quá giỏi luôn á. Bây giờ nghe kết quả nha. Dạ. Bài 1 là bài làm quen và giới thiệu với các em học sinh. Cô quá ra vẻ. Dạ. 40 điểm. Cái gì dữ vậy? Bài thứ 2 là bài nhận biết và làm sao khi có cháy. Cô dạy cho tụi nhỏ múa lân trừ 40 điểm. Bài thứ 3 là bài nhận biết kẻ bắt cóc. Bài này là cứu cho hai bài kia nè. Cô là cô giáo mà cô đóng cái dây bắt cóc nó giống hệt. Trừ 60 điểm. Lý do? Cô làm cho tất cả các em học sinh loang mang và hoảng sợ. Qua ba cái bài kiểm tra đó, tôi cảm giác hình như đây không phải là cái đam mê của cô. Dạ đúng, em chọn sai nghề. Đam mê của em hả? Em muốn được đứng trên sàn diễn. Em thích đánh đèn sân khấu. Em đam mê nghệ thuật lắm chị Đào ơi. Vậy thì em phải theo đuổi đam mê của mình chứ. Em còn trẻ nè, mình lại có đam mê nữa. Làm cho chị, để mai mốt mình về già mình không có hối hận. Chị ủng hộ em. Thật hả chị?
Tôi thích đó, tôi đang ở đây và tôi vẫn đang làm những gì tôi muốn nha. Ngọn lửa bập bùng bùng trong ta, ngọn lửa bập bùng bùng cháy rừng già, ngọn lửa bập bùng 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 cháy. Bùng bập 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 bùng. Cô làm gì vậy? Vui không? Vui không chứ vui. Tại em thấy sáng sớm làm cho vui. Cô giỡn mặt với tôi hả? Em có chuyện muốn nói với anh nè. Buông ra. Tôi không có gì nói với cô hết á. Không có chuyện này quan trọng lắm, cô em phải ra, nói. Cô buông ra. Anh thái độ với em. Phải mà. Tôi biết mà. Chắc có lẽ tại tôi đẹp. Tôi sân. Tôi nhà cao cửa rộng. Cho nên anh đâm mà. Đâm vô cuốn họng cô đó. Cô muốn không hả? Anh đâm tôi thật. Trời đất ơi, đấm hồi nào? Anh mới đấm cho trái tim tôi nè. Mới nói rồi mà có đấm đâu? À, đâu? Thôi, tôi không nói chuyện với cô anh được. Anh đứng lại. Đi đâu mà đi hoài à? Anh đứng lại rồi. Tôi muốn nói chuyện với anh. Cô bị điên rồi hả? Cái gì vậy? Cô làm gì vậy? Ôi, đừng làm tôi sợ nha. Ai đừng làm tôi sợ nha. Điên. Phải. Tôi điên. Tôi đã điên. Tôi điên mới nói chuyện với bạn. Tôi điên mới nói chuyện với ghế đi nè. Tôi điên mới nói chuyện với bóng đèn nè. Và tôi điên anh không chịu nói chuyện với tôi. Thôi đi. Cô điên thật rồi. Cô điên làm tôi điên theo. Đi vừa phải thôi nha. Cô lại trong cuộc đời này. Cô từ đâu bước tới nơi đây? Nhà từ trên bến sông. Có chiếc cầu nhỏ công công chị Phượng tôi trông dễ thương đứng trên cầu bông ấy à. Vậy thì em đừng ngủ dây dưa. Vậy ra coi dằn nước ra chưa. Ma ơi. Cái gì vậy? Ma ơi đừng gả con xa chim kêu dường hôm lên hôm đêm lem liếc là ra đâu. Liếc. Dạ đây nó làm gì vậy? Trời ơi. Cô lại cô nói đi. Ô xin. Cô là ô xin tôi đó. Tôi nói cho cô biết. Nếu không gì vợ tôi, nếu không gì lời trăn trối đó, tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho cái chuyện này xảy ra đâu. Phải. Còn tôi, nếu như không vì idol của tôi cũng sẽ không chấp nhận ở trong căn nhà này đâu. Chịu đựng. Chị nói như vậy đúng không ghê? Đúng không? Em là người luôn thái độ với chị đó. Đèn. Đèn nhai lấy sáng nha em. Đâu để. Ngoan, bạn à. Đừng xa chị đêm nay. Khi bóng trăng nghiêng qua hàng cây. Đừng xa chị đêm nay. Gì vậy? Mọi. Thật sự ra trong tim. Sao nữa? Chị nói. Vô mấy đứa. Nói luôn. Gậy ghê lắm bà già. Quay vô trong. Ăn miếng cuối nữa. Nhạc. Thật sự ra thì tụi em cũng biết mà. Chị chỉ vì thương idol của chị thôi. Đẹp giống nhau mà. Vì thương bà nên chị mới ở trong căn nhà này. Giữ tất cả những kỷ niệm của bà để lại. Và chăm sóc luôn cho cao ổng. Cũng chỉ vì một lời trăn trối trước khi idol chị. Chị ơi, em sẽ làm cái gì nguyện của chị. Anh không cần em để cho mất mọi em để người những gì mình ghét. Còn trong trái tim em, anh không cần em vì anh có ai kia rồi chỉ có con mình em. Gầm nhầm nỗi đơn còn ta gì? Hãy đưa tôi đến nơi không còn buồn. Và nhiều đau khổ như tình yêu mà người ta vẫn thương mơ. Về đâu này hỡi taxi em, về đâu bây giờ? Về đâu để thấy chúng ta vẫn mãi như ngày xưa? Về đâu để thấy chỉ muốn còn thương bên mình?
thể có những khi anh đã vui cùng em. Hôm nay mưa rơi trên đôi kính sẽ làm cho lòng em thêm bao nhiêu thương nhớ đến anh, nhưng mà anh đâu ngờ khi xưa đôi ta bên nhau cho dù bất cứ đâu, vậy mà giờ đây chỉ có ta xin mình em. Nè, làm gì vậy? Cởi ra, cởi ra. Đi đâu vậy? Cởi ra. Bước ra đây. Ở đây luôn. Cô điên rồi tôi nghe chưa? Tại sao cô mặc đồ vừa của vợ tôi? Vợ tôi chỉ có 46kg thôi, còn cô 64. Chị cũng đánh đông tôi bằng được. Không phải, bộ đồ này. Cô không có quyền mặc đồ của vợ tôi. Tại sao không? Bởi vì cô ấy là một nghệ sĩ. Tôi sắp làm nghệ sĩ. Nhưng đây là kỷ niệm của riêng tôi. Và kỷ niệm của tôi và tất cả fan hâm mộ cô ấy. Cô không có quyền. Tôi có quyền. Cô không có quyền. Tôi có quyền. Cầm đi, mở ra xem đi. Trả lại kỷ niệm hàng riêu của anh đó. Còn cái này. Và ke. Hả? Và kể từ bây giờ, tôi nói cho anh được biết, idol của tôi sẽ đi theo tôi đến với cuộc thi. Cười xuyên diệt. Nè 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 nè, nói cho cô biết. Nết, anh đừng đụng chạm lòng cái của tôi nữa. Tôi đụng nè. Một lần. Đụng nữa nè. Hai lần. Nè 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 nè. Ba lần 387. Giỏi dữ ta. Trang Hồ Cần Thơ. Tôi xin biết Kim An. Trời ơi, nè cô, cô đâu vậy? Tôi đâu? Xin biết Thắng Tiên. Trời ơi. Hey. You wanna be on top. Lời nói đầu tiên xin cho Bảo Xuyên gửi lời chào trân trọng đến bốn vị thánh hài của chúng ta: Thanh Thủy Trào Phúng, Đức Hải Tạp Kỷ, Hồng Dân Tỉnh Queo, Minh Nhí Hoạt Quạ. Chào là phải chào cho Hả Dạ, chào từ cái chị sắp chuyển dạ, chào luôn của Anh Bán Bánh Đa, chào fan ca sĩ Hồ Ngọc Hà, chào con chó Chihuahua, chào cả nhà thân ái, chào giống đực giống cái, chào con gà mái. Rồi chào gái chưa chồng, chào lòng vòng vì ban tổ chức, chào hết mức yêu thương ban giám khảo. Dạ, vừa rồi em chào như một cơn bão, làm chao đảo cả phòng thi. Nếu đời không có khinh khi, làm ơn cho em trường cái mặt lì lên thi thố. Chào xong là mình phải cười hô hố. Lên! Em chào hân hoan cả nước, em chào thập tự chúng sinh, mẹ không có chào tôi. Bây giờ muốn đi không? Dạ thi. Thi phải không? Dạ, chị nói nghe. Em á là chỉ có 3 phút để bám trụ cái chương trình này thôi. Em không có mối quan hệ dễ dàng lắm chị. Bây giờ chị sẽ cho Cưng một cái vật dụng. Dạ. Nếu mà Cưng á vận dụng vào trong cuộc sống được á. Dạ. Thì chị sẽ cho Cưng đậu. Dạ. Cái gì vậy chị? Cây nhiếp. Cây nhiếp. Trời ơi, chúng tôi yêu nhau đã 3-4 năm trời mà chưa thành chồng thành vợ. Tía thì ông gật đầu, ông đồng ý. Còn má, bà quay sang rồi bà lại bảo. Bảo sao? Bà nói tính nói của thằng Xiên nó bóng bẩy. Rồi sau này vợ nó thêm về có phần hốt hoảng, nên bà còn dùng dằn chưa chịu cho hai đứa kết tóc chung tình. Hay. Còn sâu chinh, còn sâu chinh, còn sâu chinh rồi chị ơi. Nói lối thì hay, mà hát thì dở vậy á. Dạ có gì đâu chị, bây giờ chị cho em đậu đi. Nếu như chị không cho em đậu đó, chị chỉ em cái cách mua giải đi. Trời. Nếu như chị đồng ý giúp em mua giải, em sẽ tài trợ cho chị 2 năm uống miễn phí sữa tăng trưởng chiều cao. Sao liền không? Về chị uống sữa xong, cái lon chị để làm gì? Chị để lên, rồi chị bước lên, chị cao ngất ngưỡng, đời ai cũng phải ngước nhìn. Thiệt á, tôi nói thiệt, cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp một cái thí sinh nào quỷ quyệt như em. Tài năng á thì có hạn, mà thủ đoạn thì vô biên. Có ý đồ mua giải nữa. Tôi quyết định
Em đậu hả chị? Đó. Trời. I have a tree. I have a apple. Hey, apple tree. I have the light. I have a con chim. Hey, I like dream. Apple tree. I like dream. Apple tree and I like dream. Nãy giờ mình live stream cả tiếng đồng hồ rồi đó mà không ai vô coi hết trơn á, trời á. Ôi các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Các bạn à, hả? Trời, các bạn kia rồi. Các bạn ơi, các bạn live stream nè, vỗ tay đi. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều lắm. À, trời, tứ trụ kìa. Trời ơi, thấy tứ trụ rồi la với tim thả quá trời luôn kìa. Ý, có comment nữa, em xin phép được đọc comment nha. Ý, anh Minh Nhí đẹp trai quá. Dạng miệng dễ sợ à. Ý, chị Hồng Vân đô ghê. Chị Hồng Vân hơi đô thật. Ý, chị Thanh Thủy cao quá. À, còn nữa nè, anh Đức Hải nhiều tóc thật. Này comment, em có nói gì đâu nè, em nói gì hết trơn á trời á. Dạ, cảm ơn các bạn, chỗ tim nhiều quá. Các bạn ơi, còn mình thì sao? Tim đâu hết rồi? Sao có cái like nào hết trơn vậy? View cũng đi luôn. Mình không tin các bạn đối xử với mình như vậy luôn á. Thiệt tình á. Ồ, kìa. Xa xa, mình có thấy một bà già. Một bà già, chắc có lẽ là bà muốn đi qua đường nè. Các bạn ơi, nếu cho mình ba tim, mình sẽ dắt bà già qua đường. Hãy nói là làm đó. 1, 2, 3. Bà ơi, con dắt bà đi nha. Dắt bà qua đường nha. Đi đi bà. Đi đi. Trời ơi, thôi chậm vậy. Đi bên này. Hả? Đi bên đó hả? Hừ. Cân lộn. Nắm tay nhau trên đường tục tăng. Trời ơi trời, mày có thấy bà già không? Không có tao là mày cán bà già dẹp lép rồi, hiểu chưa? Gì luôn quá vậy? Chết cha. Ê da, chùa bà ơi. Dạ, con xin lỗi. Con xin lỗi. Con cố ý bà ơi. Các bạn ơi, mình vừa cứu bà già đó. Các bạn, cái gì vậy? Bà đang làm gì vậy bà? Con hiểu rồi. Bà không thích cái giỏ này nữa. Bởi vì bà thấy linh hình cái giỏ này xấu quá. Rồi, con sẽ giúp bà. Dùng nó đi. Được chưa bà? Gần quá hả? Được rồi. Đó, được chưa bà? Bà còn giận con hả? Dạ, con biết rồi. Con dùng nó đi luôn. Bà ơi, giỏ đi xa quá. Giỏ đã đi xa bà quá. Tim. Bạn ơi, cho bà cái tim. Cho bà cái tim, bà mua giỏ mới. Tim. Bà thích tim. Đau tim. Bà bị bệnh hả? Dạ. Các bạn ơi, bà bị bệnh đó. Các bạn có muốn là Yến giúp bà không? Nếu như các bạn cho mình 100 tim, mình sẽ đưa bà già vô bệnh viện. Hãy nói là làm. Thiệt. Ôi, 10 tim. 20 tim. 50 tim. Ê, dạ,
già 50 rồi, 50 rồi, chỉ còn 50 nữa thôi. Trời ơi, 90 tiền. Rồi nó đâu rồi? Trời con nhỏ đâu rồi? Trời đất ơi. Bà sắp được cứu rồi. Mày bị điên hả? Người ta bệnh hoạn mà đứng mày điếm tim. Trời ơi, bà ra, bà đi bệnh viện thôi. Đi đi bệnh viện. Đi. Các bạn có thấy mình bất khuất không? Mình vừa bị đánh tè tua đó, nhưng mình vẫn live stream. Cái máu ở trên mặt của mình. Trời ơi, vết xước. Cái vết xước ở trên mặt mình. Đau quá. Các bạn ơi, nếu như các bạn cho mình một tim, mình hứa mình sẽ đi bệnh viện. Các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Trời ơi, một tim cũng không có. Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui. Khăn giặt hay cờ mà đường khăn khăn cho đời phụ phang rắc gắn sáu con. Người ta là giảng hồ phòng trống. Tụi bay nhảy nhạc Thái Lan là như thế nào? Hôm nay đối thủ của chúng ta hẹn tại ngay cái sào huyệt của họ. Mà giờ này chưa thấy đối thủ đâu hết. Đối thủ đâu? Cho gặp đối thủ. Tụi bay là băng nào? À, ra là dằn mặt tao liền hả? Tụi bay thừa biết băng lưỡi liềm, băng lưỡi dao, băng lưỡi búa. Tụi nó chính là đàn em của tao thầy. Xin giới thiệu tụi bay biết, tụi tao là băng cát xét. Dám cho bóng tâm thơ thành đại thức tất cả tài hoa thơ say lời. Chờ nôn nàng mắt tâm khai tờ, ô chương băng tờ cứu chờ tu biểu. Dạ sân khát cặp thơ cùng tiên nhiều nhiều. Còn mày, mày giới thiệu cho tao biết đi. Xin tự giới thiệu với mày, tao là băng. Băng gì vậy hai? Băng Hà. Băng Hà. Không nói nhiều nữa thì thố đi chứ. À, đúng rồi. Em nói nghe nè, bây giờ không nói nhiều, đánh bài cho chị. Em muốn làm người lớn cho cha vui lòng là em phải đánh bài tụi này, em hiểu không? Cờ bạc mày chơi đúng không? Ừ. Cờ bạc với mày luôn nè mày. Trọng tài. Gì vậy? Chỗ tao đang đánh cờ đánh bạc chơi cờ bạc cái gì tao là đàn ông nha mày hả? Đàn ông xin chị để tóc dài. Tao để tóc dài cho giống bạn gái tao được không? Hai tụi bay làm khó tao coi nè. Vừa lòng tụi bay chưa? Hôm nay là phần thi đấu giữa hai bên. Một bên là băng cassette, còn một bên là băng từ trần. Từ Trần với băng Hà cũng chết thôi. Tôi là trọng tài, tôi muốn nói gì nói. Trời ơi, bắt bẻ nhau chi. Vòng thi đầu tiên là phần thi lắc bầu cua. Chuẩn bị chưa? Lắc. Con nói cũng sẽ lắc đầu, có đi cũng sẽ lắc đầu. Em có nhớ xíu em xin lắc đầu. Ê, thằng kia, mày chơi cái gì? Mày đặt trước đi, mày đặt bao nhiêu? Chơi khô máu luôn. Người đâu? Nhà có hai đứa Hà. Nó không có người mà nó bày đặt kêu là sao? Đem tiền lên đây. Đây, tao chơi khô máu của mày. 18.500 tao chơi với mày hết luôn. Mày mua con heo bao nhiêu tiền? 22.000. Tại sao mày không để 40.000 mày chơi với tao, mày chơi có 18.000 vậy? Tao thích. Em nghĩ sao em chơi lớn với nó mà em chơi có 18.000 vậy? Muốn làm người lớn là phải chơi cho lớn. Cầm. Trời ơi, tiền đâu chị có nhiều vậy chị hai? Đừng có quan trọng. Trời hết luôn cho chị. Mày đặt con gà. Được rồi, tao sẽ đặt con cá. Dở đi. Xong chưa? Xong. Dở. Băng Hà thắng. Để đây. Thôi đi về, đi về. Mày chơi có một cây mày bỏ người ta là như thế nào? Biết sao không? Mình là người lớn, mình không có được Arsenal. Arsenal như vậy là không có tốt, hiểu không? Bây giờ mình phải chơi tiếp. Chơi đi mà, mình muốn làm người lớn mà.
Bây giờ đặt, em phải đặt nó mới hên. Bây giờ mày đặt cái gì? Tao đặt con nai nè. Tao nói cho mày nghe nè, Thảo Cầm Viên không có rảnh cho chương trình này mượn con nai cho mày thi đâu nha. Đặt lại đi em. Cua đi cua. Cua. Cua với mày luôn nè. Hey. Con nói cũng sẽ lắc đầu. Có biết cũng sẽ lắc đầu. Em có nhớ xíu em xin lắc đầu. 1, 2, 3. Dạ. Ê, bình tĩnh, tất cả hãy nghe đây. Tôi lắc ly con cua. Sao em nỡ mở cầm phủ anh lên. Yeah. Con cua, bắt nhà thắng. Khó tiền. Bây giờ sao, có chơi nữa không? 20 triệu rồi chị ơi. Chuyện nhỏ mà giờ chơi tiếp đi. Chơi nhiêu mày? Bây giờ tôi chơi ván chót, ván quyết định, ván cuối cùng. 1 triệu. Chơi luôn, chơi với mày luôn. Chơi đúng không? Tao chơi khô máu với mày 1 triệu. Đưa cái giấy cầm kết cho nó ký đàng hoàng. Ô, chị giữ cho em. Mày ký vô tờ giấy đàng hoàng này, chúng ta chơi ván chót này chứ hả? Con chịu làm gì ký? Ký vô đi. Mày ký tên. Chị ký luôn, con chịu đâu sao vậy? Ký luôn. Chơi luôn đi em. Vòng ba người ta thi lô tô. Hỏi người tờ đi. Thưa quý vị, xin dạ, đây, xin kính mời nữ hoàng Lô Tô. Đâu? Hôm nay là mấy bà? Bà có đâu vậy? Dạ, đào Lô Tô chúng tôi xin mời mấy anh mấy chị tham gia tham dự để ủng hộ cho đêm nay. Nhạc sổ số. Số gì đây? Xây gì đâu? Số gì đây? Hô. Sao lâu vậy? Nhanh lên đi. Ha. Nhạc 4. Con số 3. Em có số 3. Mấy gì đây? Chàng đẹp trai vô tâm là anh đã chiếm hết tình cảm bao người. Con số 10. Mấy gì đây? Số gì đây? Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung bị đứt dây thun tuột quần mà chạy trốn. Con số 8. Số 8 em có luôn. Vậy vậy bây giờ. Mình đang số 8 rồi hả? Mình đang số 8 rồi sao? Em có số 8. Người ta em có số 8 rồi. Cái số 4 rồi, đã số 8 rồi. Sao chứ? Chứ cầm lên. Con số 9. Ai có số 9 rồi. Chúng rồi. Trời đất ơi, con này con số 6. Sao đọc cái số 9? Vậy là văn cassette thắng. Số 6. Chung tiền đi chứ. 1 triệu nè, chung 1 triệu. Đó, 1 triệu nè, thôi. Đó. Mày có bị điên không? Tao nói 1 triệu là 1 triệu đô la. Cầm tờ giấy đọc cho rõ đi. 1 triệu đô la đó. Vậy sao chị? Trời ơi, Kiệt ơi. Em ký xem không chịu nhìn, bây giờ em hỏi chị hai Kiệt. Mày tiền đâu chung tao 1 triệu đô chị? Trả cho người ta đi, kiếm tiền trả đi. Làm gì mình có tiền chị? Bán nhà này đi em, ba quỷ quyền cái nhà này cho em rồi. Bây giờ bán được đó, trả tiền cho người ta đi. Ôi, trời ơi, ba giết chị em mình chết. Mày có tiền trả tao hay là không? Lấy cái gì trả cho mày? Mày không có tiền trả đúng không? Được rồi. Tiền sao tao bắn mày bởi đâu? Trời. Tao sẽ lấy mạng của mày. Mày nghe rõ chưa? Dừng dạ. Tay lại. Dừng. Ba ơi, ba về nào vậy ba? Ba về làm chi vậy ba? Dạ. Chuyện gì xảy ra cho gia đình mình? Thì ba cũng thấy là tôi chơi bầu cua cá cọp á. Ai ngờ nó ra tới đâu 1 triệu đô luôn ba. Hả? Con ký giấy nợ 1 triệu đô la? Dạ. Con thật thà, chất phác, khôn ngoan, hiền lành, không có nghĩa là ngu. Đúng rồi đó ba, nó bắt tao nhục hả? Mày bày tất cả chuyện này ra để em mày ký 1 triệu đô la. Để tao về tao đưa số tiền này để mày trả nợ với người ta. Bây giờ ông có trả tiền hay là không? Anh em đâu? Mang tiền vô trả anh ta đi. Kêu đàn em vô hả? Ai vậy? Công an đó. Tôi không có sợ ông đâu. Ông đừng có ấy. Tôi ông kêu công an vô. Ông kêu công an đi. Được. Ba. Con đừng lo lắng. Ba sẽ chấp nhận hy sinh. Bán hết tất cả gia sản này để trả nợ cho con. Ba tha lỗi cho con đi ba.
chấp nhận bỏ tất cả hết. Nhưng bác không thể nào bỏ tôi con, bởi vì tôi con là tài sản quý giá của bà mà. Đã đòn hát đã, nghỉ về đây không có hát. Tối ngày mở cả lương hoài à, nhớ nghệ chết sao chịu nổi. Còn ông nội này nữa, từ ngày nghỉ hát về tới giờ cứ bắt đầu sanh tật nhậu à. Kiều ơi Kiều. Ai nói vậy Kiều? Kiều, Kiều qua nhà tôi chơi đi. Cái gì? Qua nhà tôi chơi. Trời ơi, bệnh còn chưa uống thuốc nữa, đi chơi, chơi cái gì? Đánh bài. Hả, cái gì? Đánh bài. Đánh bài hả? Ừ. Ờ, chờ một chút đi. Má ơi, má. Xà đi ra, tôi qua liền, tứ sắc nha. Cá tướng vàng nha. Nhớ uống thuốc rồi qua nha bà nội. Hỏi ông nội lên nha, hỏi bệnh rồi. Má, nãy giờ má làm gì trọng vậy? Má nấu cơm. Thánh thần ơi, trời ơi, đi nấu cơm gánh hát mấy chục năm không đã, sao mà về đây ở nấu cơm hoài vậy? Con nói má nghe vụ này nè, để trong bụng hôm nay á, dặn má rồi nha, gánh hát về rước là đừng có đi nữa nha. Đoàn người ta rã, người ta nằm một chỗ biết bao nhiêu lâu không chịu về. Tụi con mà không đi rước chắc má ở trển luôn quá à. Nè, dặn lần nữa, về đây ở với con lo hết ha, không có suy nghĩ gì hết. Đừng có làm việc hoài, con sốt ruột lắm, cực khổ mấy chục năm rồi. Bây giờ má chỉ dọn giùm con mâm cơm, cái má quét giùm con cái nhà, rồi má ra sau võng chỗ mà con dăng cho con nó ngủ đó, má ngủ cho mát ha. Mà vậy nè, ở ngay cái chỗ đó nó có thau đồ chúng ba lớn vậy nè, cái má dò má phơi lên con, cái chiều tụi nhỏ nó đi học về cái má tắm cho tụi nó, má cho nó ăn cơm chiều rồi má dọn dẹp nhà cửa, nếu con về không kịp má cho nó ngủ rồi đi nghỉ đi, đừng làm gì hết nha, đi chuyện đâu giờ liền. Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào. Rồi, nó sai nữa. Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say. Nhưng trái tim này giờ này đang thấm yêu em. Chớ nghĩ ta say ta không biết gì. Người yêu con ơi, con mới về hả con? Ủa con vợ con đâu rồi má? À, nó mới chạy đâu đó. Trời đất ơi, chắc nghệ sĩ mà nói chuyện không có, nhưng không có chữ nhoi chứ. Đi đâu thì đi đâu, má nói cho con biết, con tìm chứ nói vậy biết đường đâu kiếm. Nó chạy qua nhà hàng xóm á con. Trời, xóm thì phải xóm nào? Xóm trên, xóm dưới, xóm trong hay xóm ngoài? Thì ít nhất cũng phải biết nhà anh nào, chị nào, cô nào biết đường kiếm đó trời. Bởi vậy nói, thấy không? Thấy không? Khi dễ quá mà. Nói chuyện chút xíu bỏ đi vô nhà rồi. Thiệt, nói chuyện với má mệt thiệt á. Ủa vợ tôi đang mất tiêu rồi kìa. Kiều ơi. Kiều ơi. Trời đất ơi, đi kìa. Giờ ta chẳng còn chi, tay không trắng tay lại về không. Về không, về không. Trời ơi, mới vừa tính kéo chết lại á, kêu không kêu vậy làm cái gì? Đổi thừa hả? Đổi thừa không? Cái này cái gì đây? Đó giờ không biết nón bảo hiểm. Tôi biết cái này cái nón bảo hiểm, nhưng ý tôi hỏi cái nón của ai? Của tôi. Trời đất Phật ơi, đi xe đạp mà không đổi nón bảo hiểm. Tôi hỏi bà, tại sao bà muốn bay qua vậy? Ông mắc cười quá à. Bây giờ tôi hỏi ông nghỉ hát về đây rồi nó buồn muốn chết luôn, tôi ở không làm cái gì? Tôi đánh bài đang còn có đồng vô đồng ra. Thiếu người bông bạc chơi. Tại sao có đánh bài mà mới chịu? Ông lãng quá. Hồi xưa giờ ông có thấy tôi đánh bài không? Tôi không hề cầm tới lá bài. Bây giờ buồn quá à. Hồi trước tôi chỉ giải trí bằng một cái môn là rất là thầm lặng, rất là kín đáo và rất là trí tuệ. Ông cũng chửi tôi. Ủa mong gì vậy? Tôi đánh đề. Bà nhìn kỹ trong nhà coi. Nó trong quần trong quát hết trơn rồi. Bà quýnh hoài đi. Bà quýnh ghét không còn gì hết. Ma mới đem cái bàn thờ tổ vậy đó. Bà quýnh đi. Rồi mai mốt bà cầm luôn phải không? Thôi đến đi. Nói tào lao không à. Nhậu hoài. Nhậu tại vì tôi buồn chứ bộ. Tại vì hát không được nghỉ hát chứ ai làm gì ông bà ông buồn. Hả? Ông buồn rồi ông làm gì tôi? Không đưa tiền chợ nữa. Cái gì? Không đưa tiền chợ nữa. Không đưa tiền chợ? Ừ. Không đưa nhịn đói. Tôi không có tiền đâu đi chợ cho ông. Mày nhát gì đó? Nhát gì kệ tôi. Đưa coi. Đưa gì? Đưa cái quần. Tự nhiên lấy quần tôi làm gì? Thì đưa đây. Làm gì? Đưa không? Gì vậy? Đưa đây. Không, ông làm gì? Trời ơi, bó người ta, bó hàng xóm, bó quỷ ban, bó hội phụ nữ, trời ơi, đồng bài hồn hồn lãng, bó bánh tôi hôn đầu chảy máu, trời ơi, trời ơi. Ông ơi, ông làm nhậu quá, ông bánh tôi máu. Đó, tôi quýnh bà rồi bà la dữ vậy? Tôi phải la trước chứ la ông bánh rồi tôi la gì kịp.
Bà nghĩ sao vậy? Tướng bà tôi đâu cần quánh. Hả? Bà nè, hả? Cái vụ mà nhét tiền này, hả? Bà nhét tiền vô trong người bà đi. Hả? Rồi cái con vi trùng virus á, nó ăn vô người bà, nó sẽ làm cho bà bị một căn bệnh. Bệnh gì? Ebola. Tiền là polymer ông nội. Bữa đây tôi cất cho, tôi bệnh tôi chịu. Thôi mệt quá, không nói nhiều đó. Bà nói với má đó, đưa về đoàn hát đi. Bà ở đây tôi chịu đâu có nổi, đâu sao nổi. Khùng quá, nói gì tầm bậy tầm. Ơ má, má coi cơm chín chưa, dọn cơm ăn. Điều đi, đi. Vô vô trong đó bụng quá, đó bụng quá, đi coi cơm chín chưa dọn cơm ăn má. Vô vô má. Đi về đi, lo không nói. Ông nín chưa? Ông nói sùm má nghe làm sao hả? Ông nói tào lao một hồi làm cái bẹp là số 39 này in vô mặt ông, rồi đừng nói sao tôi hổn nha. Trời ơi, má ở đây hao tốn bao nhiêu mà nói kỳ cục vậy? Biết là không hao tốn nhiêu mà tôi lo không có nổi. Chứ tôi hỏi bà nè, hồi đó hai chồng có ăn thì ăn, không ăn nhịn. Giờ tôi nhịn dẫn mới về đi, mỗi ngày đi chợ tốn 15.000. Trời ơi, tào lao đó mà, nó tầm bậy đó mà. Nín đi, má nghe cái là chết đó. Đưa bà về đoàn hát đi, lo không có nổi. Nói với bà là đi về đoàn hát đi. Nói. Con mời má ăn cơm. Đưa bà về bà làm sư trưởng luôn. Còn tôi chủ nhà coi không ra gì hết trơn. Dạ thưa cha, con mời cha ăn cơm. Kêu bà bằng má, kêu tôi bằng cha. Người ngoài ta nghe ta cách đôi tưởng đâu là tôi bà. Xin lỗi ông nội, con mời ông nội vô ăn cơm. Ông nội vô ăn cơm, con đi ông nội, ông nội. Kêu kêu tôi ông nội, hình như nó dí tôi giống như ông già chồng của má nó vậy đó. Mình em mời mình vô ăn cơm. Mình vô anh lẹ giùm em đi để nghe anh tàn cối lạnh. Mình nghe nó ngọt không? Nó đã cái lỗ tai vậy. Má ăn đồ ăn đi má. Ngày nào má cũng ăn cơm không á sao chịu nổi. Cha ăn miếng canh vô nè má. Ủa? Biết xưa ăn giống gì mà lấy bả rồi chứ. Lấy về càng ngày càng xấu chút. Xấu chút. Giờ ghiết lên mâm cơm nhìn mặt hết muốn ăn thịt chuột. Vậy mới cứng với mặt của ông. Cái đứa ăn nhậu của ông đó bây giờ ông nhìn coi ông còn ra dáng nghệ tỷ không? Ông giờ mà ông gọi kè hả? Nên nó chuyện không có chỉ trỏ. Chỉ trỏ ra lần sau ông làm dữ vậy? Phải nói chuyện lịch sự đàng hoàng. Lịch sự gì hả? Ông đi ăn nhậu tối ngày, ông về ông kiếm chuyện vừa phải thôi nha. Từ ngày mà về đây đến bây giờ không có tiền là càng ra cái lộn. Nín, ăn cơm cũng chặt tự bước bội. Cái gì nữa vậy? Trời ơi, kèo ơi là kèo. Cái gì? Cơm gì đâu mà hộp sống, hộp chín sao ăn? Trời ơi, ăn giùm cái đi má nó. Nói gì? Má nấu thì nói má nấu. Trời ơi, thì... Thì gì? Tại sao bà không nấu? Trời ơi, thì tôi mắc... Điện bài phải không? Ông ăn nhậu được, thì tôi đánh bài được, mắc nói gì? Hả? Nên nói chuyện là đàng hoàng, không có chỉ trỏ bực bội nghe, đàng hoàng lịch sự. Ăn cơm đi. Thì thường ngày má nấu ông cũng ăn được, vậy ăn đỡ đi sao vậy? Nhưng mà tôi không được. Ăn không được thì thôi. Thôi. Thấy nhịn làm tới. Dạ. Không ăn cơm nữa. Giờ ra ngoài đường. Cơm má đủ mấy nhậu mà. Nhậu tiếp. Trời ơi. Chết đi. Đi chết đi. Bảo hiểm muôn năm. Muôn năm hả? Đây. Đi luôn đi. Má. Kệ ông đi má. Làm ăn ông được cái ông nhậu ghế ông vậy chứ ông không có nghĩ cái gì hết đó. Má đừng có buồn má. Con nói thiệt với má, con mấy đứa nhỏ rồi chứ không có tụi nó con tự giận con chết cho rồi. Con sống không có nổi với cái cảnh này đâu. Cơm đổ dơ hết rồi má đừng có ăn nữa. Ăn không có được đâu. Má ra làm sao con còn mắm gì không má ăn đỡ đi. Con đi ra ngoài ngõ con kiếm tô hủ tiếu gì con ăn đỡ cũng được. Ông Hùng ơi, ông ác quá đi ông Hùng ơi. Hãy
ơi, chắc má phải đi thôi con ơi. Con lại tội nghiệp thành ông đi theo. Má đi đây con ơi. Con biết lỗi của con rồi má. Ông hùng đó má, nãy ông nhậu xỉn quá, ông đi ra ngoài đường ông té xuống ao cá vồ. Bây giờ ông tỉnh rượu rồi, con chửi ông quá trời luôn. Con nói ông hỗn hào với má, ông nói với con là ông không biết ông nói cái gì luôn á má. Trời đất ơi má, ông tẻ trời ơi, ông bà áo vô quần luôn kìa má. Má hai, ông bầu. Ủa à, sao đòn rã rồi mà ông còn xuống đây làm chi vậy ông bầu? Chuyện đó từ từ tính đi má. Bây giờ nè, tôi nghe nói ở đây á là ông Hùng với bà Kiều bà đánh bài ông ăn nhậu dữ lắm phải không? Bữa nay á là đòn con cũng sắp lên đèn rồi, nên hôm nay á con xuống đầu tiên là con xin thỉnh bàn thờ tổ về với đòn. Dạ. Sau đó thì con mời má hai về với đòn con, rồi má hai phụ con nấu cơm cho anh em nghệ sĩ. Dạ nhưng còn ông Hùng với bà Kiều á, ở đây có tôi nè, có má hai nè, nói cái lời nào nghe cho nó được chút coi. Quỳ xuống con xin lỗi má, má bỏ qua cho con lại má. Từ đây tu tỉnh làm ăn, để làm nghề là quý rồi. Dạ. Má không có chấp đâu con. Ông bầu ơi, nói như vậy là đoàn hát mình sắp ra diễn lại hả ông bầu? Đúng rồi, hôm nay con xuống mời gia đình về đoàn hát với con. Vậy, vậy là con đi chung đoàn với má rồi. Ủa vậy là con đừng ngăn lại đoàn hát. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn ông bầu. Cảm ơn ông bầu. Cảm ơn ông bầu. Lỡ chồng mình đúng. Cái gì vậy? Em có bầu. Trời, sao lẹ vậy? Đốt cháy dây đoạn. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Phải đi, phải đi, phải đi. Đi đâu vậy? Ra đây mua quán đổi thời gian được. Trời ơi là trời. Vậy anh em ơi, không biết có vô nổi vòng trong không mà mệt quá. Tới giờ ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi. Tới giờ ngủ rồi. Chọn cái gì vợ chồng mà nhột? Chết rồi. Cái gì nữa vậy? Anh đè trốn con nè. Trời ơi, sao nó lớn mẹ vậy? Đốt cháy dây đoạn. Trời ơi nữa hả? Anh đi đâu vậy? Ra đổi thời gian. Nhìn cái mặt là sắp hầm chắc luôn. Thà người đừng hứa, thà người đừng hứa, sẽ mãi yêu tôi, sẽ mãi bên tôi đến suốt cuộc đời. Thà người đừng hứa, thà người đừng hứa, có lẽ bây giờ tôi đâu phải khóc như một người dân.
Chuyện gì nữa? Anh không cần phải đi đâu. Mà người đi chính là tôi nè. Cô đi đâu? Bộ anh tưởng anh mới biết chuyển đổi thời gian hả? Bộ anh tưởng anh mới biết đốt cháy giai đoạn hả? Trời ơi, vợ với con. Trời ơi, cộng đôi hài hước này trời. Cha mới về. Cha từng đánh bài nữa nghe cha. Con ngon cho về lắm. Con qua kia con ngồi đi. Để cha nói chuyện với mẹ. Số trước thì các bạn có cái đầu tư kịch bản nhiều hơn và cái sự dàn dựng và mọi thứ nó hoành tráng hơn. Và Trinh đang mong chờ một cái gì đó nó đột phá hơn nữa. Cái cảm giác xem thì nó chưa có đã. Tại vì cái số thần bài rồi tụi em làm cho tụi chị phải nói là bốn bài giám khảo phải nói là hạnh phúc tôi đó về. Mọi người rất là ngất ngây. Số nửa đêm chị Trinh còn gọi mà. Rồi rủ đi đánh bài. Tại nó Linh đánh hấp dẫn quá. Khen là tụi Linh với lại mấy anh chị ở chỗ rằng là em dựng một cách rất là mới. Đây là một câu chuyện nhỏ qua cái lời kể, qua cái những hành động kể của tụi em. Cái cách dàn dựng hồi hôm nay chị cũng rất là thích. Có điều là nó chưa được mượt mà. Chi tiết cổ máy vượt thời gian của em nó là một cái miếng đạo diễn rất là tuyệt vời để cho khán giả đi nhanh câu chuyện. Nhưng ở đây khi tụi em nằm trên cái giường kia, tụi em lại bắt người ta phải cái vấn đề là vượt thời gian thì nó không có cái lý do gì để người ta vượt thời gian. Hai bạn rất là thông minh, đem một đứa con, đứa nhỏ ra. Hình tượng đứa nhỏ đó lúc nào cũng làm cho khán giả xem rất xúc động. Chính con gái của em nó làm cho tụi anh ngạc nhiên, tại sao nó có thể khóc được, tại sao cái tuổi đó mà lại thở ra được như vậy. Thì tất cả những cái điều đó em đang sở hữu một cái tài năng để mà nối tiếp truyền thống gia đình. Bây giờ thì anh Trung Linh và mấy anh chị sẽ chọn cho mình ra cặp đôi giám khảo cho mình biết chút. Em chọn đi chị. Em chọn Bạch và chị Kiều Anh. Trừ đi cái chưa tốt nhưng mà sẽ cộng thêm cái tốt, cho nên là thêm 0.5. Còn bây giờ là thời gian dành cho giám khảo trường quay. Và tổng số điểm là 9.2. Kính thưa quý vị các bạn, ở tuần vừa rồi thì cặp đôi Huy Nam và Hải Yến đã lọt vào vòng nguy hiểm. Và ngay đêm nay thì cặp đôi này sẽ phải biểu diễn một tiểu phẩm gắn liền với tình huống thử thách mà ban giám khảo đợt trước đã đưa ra. Đó chính là tình huống gắn liền với bài hát mang tên Ta Nói Nó Vui. Ngay đây chúng ta sẽ cùng đón xem phần trình diễn của cặp đôi Huy Nam và Hải Yến. Ghét chơi mà đặt sàn sàn trước mặt người ta dục luôn đi. Trời ơi coi kìa, coi kìa, coi kìa, trời ơi bán hộp gà nướng mày đặt tự sướng với nhau kìa. Ê coi chừng mất điện thoại hỏi xa xui nha. Trời đất ơi coi kìa, coi kìa, bánh tráng trộn mày đặt lộn xộn có bồ nữa kìa. Trời ơi ghê quá à. Sao tôi đẹp vậy tôi không có bồ ta? Yến. Ồ, anh Cường. Anh Cường à, sao anh tới trễ quá vậy? Hả? Anh có biết là anh tới trễ em lo cho anh lắm không? Em sợ lắm, anh sợ ở là anh đi đường bộ thì xe cộ nó tông, mà anh đi đường sông thì ghe anh bị chìm, mất công em đi tìm anh trong nhà xác đó. Anh ngơ ngác anh tới trễ có chút xíu, em làm gì em trù anh chết vậy? Không, em lo cho anh thiệt mà, cái này em chân thành em nói như vậy đó. Anh Cường à, đêm qua em nằm mơ thấy anh, mà sao anh không thấy em đang nằm mơ? Rồi bây giờ anh có gì muốn nói em nè, anh hẹn em đây làm chi vậy? Anh có này gửi em. Tiệc sinh nhật hả? Thiệp cưới. Anh kỳ quá à, tự nhiên anh đòi cưới em. Anh không hỏi ý kiến của em gì hết nữa. Anh đưa như vậy là anh bắt em vô một thế đã rồi đó. Em đồng ý. Anh đám cưới với Ngân. Ngân hả? Ngân là cái nhà hàng nào mà tên kỳ cục quá vậy? Anh nói là anh đám cưới với Ngân, không phải em. Ngân vặn thân của em hả? Em sao vậy?
em bị đơ á. Anh Cường, trời ơi, trời ơi, ơi. Đi mời thiệt mà lâu quá à. Ờ, anh cũng đưa xong rồi. Nhớ ngày đó tới sớm nha. Anh đi nghe. Anh đi đâu vậy? Ờ, anh đi phát thiệp tiếp. Chào em đi với. Có gì? Anh Thiên Ngân đi được rồi. Đi. Nhớ tới sớm nha. Trời ơi, tại sao ai cũng có cặp có đôi, còn em lẻ loi đơn côn một mình vậy trời ơi. Trời ơi, trời ơi, ai chẳng có góc đẹp quá trời luôn. Trời ơi, chụp hình tươi tươi. Trời ơi, biết ý luôn. Trời, mày đi đâu vậy Cường? Ừ, mà mày làm cái gì vậy? Trời ơi, tự nhiên bỏ tiền ra, tự mua con gấu, tự tặng cho mình, tự sướng, tự up Facebook. Sao kỳ vậy? Bây giờ nè, đứng dậy, bước ra cửa. Đứng dậy nè. Mở cửa ra. Mở cửa ra nè. Thấy một cô gái. Thấy anh Nguyễn Phiên đang đá mắt tao nè. Mày kỳ quá, mày chơi vậy không được rồi. Chờ đi rồi sẽ có một cô gái bước qua, hiểu không? Tao chờ. Gặp cô gái. Gặp cô gái. Nói. Anh muốn làm quen với em. Anh muốn làm quen với em. Hai người cặp bồ. Cặp bồ. Làm đám cưới. Làm đám cưới. Sinh con. Sinh con. Đẻ cái. Đẻ cái. Được không? Mày phi Lý Hùng quá. Cái chuyện đó là cái chuyện trong cổ tích thôi. Bây giờ nè, tao nè, bao nhiêu người theo đuổi tao, mà mỗi lần tao mở miệng ra tao nói cua nó, nó đưa thiệp đám cưới tao luôn á. Mày cứ suốt ngày mày cứ nhốt mày trong phòng, rồi suốt ngày mạng miết, rồi Facebook tùm lum đã. Bây giờ này, nhìn tao. Nhìn mày. Tao cái gì? Mày nói gì đi. À, đâu có nói gì đâu. Ủa vậy hả? À, tao gửi tao thiệp. Mày gửi thiệp chi vậy? Thiệp đám cưới. Mày đám cưới. Ừ. Anh Cường, trời ơi, mời có mấy cái thiệp thôi mà lâu quá trời lâu à. Nhanh lên. À, đám cưới với Ngân. Ngân luôn. Chào anh. Hai người xứng đôi quá. Giống số 11 luôn. Gì vậy? À không, tao nói lộn á. Bạn anh có duyên quá à. Ê, gì? Đừng đụng tới nồng tự ái tao nha. Ê, trời em chút chuyện chút. Yến ơi, Yến ơi, đừng có chờ ngoài đó nữa, nắng lắm, vô đây, vô đây. Thôi, thôi, vô đây, vô đây. Ôi, ôi, mày làm gì vậy, buông tao ra tự đi mà. Kỳ quá à. Tao đừng... giới thiệu với Yến, đây là Nam, bạn của anh. Giới thiệu với anh Nam, đây là Yến, bạn của em. Đi ra chỗ khác đi. Chào em. Chào anh. Em dễ thương quá. Ai cũng nói vậy hết. Trời ơi. Anh đẹp trai ghê. Anh tên gì ạ? Giới thiệu với em, anh Nam Thần Kinh. Ồ. Ồ, cái tên đã nói lên tất cả. Em đừng nghĩ như vậy. Người ta gọi là Nam Thần, anh dân tộc Kinh. Nam Thần Kinh. Ồ. Anh biết Angela Phương Chính không? Anh biết. Em, Angela Phường 9 quận 10. Duyên, Duyên. Duyên cái gì mà Duyên. Tích à. Cha. Anh hẹn em cuối tuần. Chờ bật mình ra giờ đó. Hẹn hò gì mà. Có ai thấy nam của tôi không vậy? Có ai thấy nam của tôi không vậy? Trời, trong này không có luôn á. Nam. Nam Thần Kinh. Ôi trời ơi, em thấy anh luôn. Hẹn hò với bạn gái mà giờ này mới tới là sao hả? Hả? Anh quên. Anh không có tôn trọng người khác gì hết trơn hết trọi đâu. Hỏi anh sao bởi vì không có người yêu. Ế là phải rồi. Ê, cô nghĩ sao vậy? Quên, cô nói ế. Tôi muốn nói chuyện với anh lắm hả? Cái thứ không biết tôn trọng người khác. Cô mới là không biết tôn trọng. Không biết, không biết tôn trọng. Cô mẹ anh mới ra mình nói cô vậy. Cô ế, bởi vì cô ế suốt đời. Cô là ế suốt đời. Ờ, em thấy chưa? Cô không hai đứa nó hợp nhau ghê luôn á. Tâm đầu ý hợp quá. Hợp cái đầu mày. Đi ra đây coi. Cô qua đây. Mày làm mai của gì vậy hả? Gì? Sao? Thằng đàn ông không tôn trọng phụ nữ. Hẹn 9 giờ sáng, 9 giờ tối mới tới. Còn gây lộn với tao nữa kìa. Mày coi. Không phải đâu Yến ơi, cái này em cũng thông cảm, dầu gì mình cũng là đàn bạn gái, mình phải nhẹ nhẹ lại chứ không thôi mình cứ ế từ đó giờ. Ừ. Em thấy không? Anh nói ế hoài vậy, bụng mỗi lần anh nói ế có giảm được ký nào không? Ê, hả? Làm gì nó phải ế vậy? Nó em ế rồi. Để anh.
Cơm. Tao với mày là một đôi bạn thân, liền tay liền chân mày cứ la rần rần. Người ta xấu, người ta đẹp, người ta không bình thường thì sao? Mày cứ chê, mày cứ nói, nhìn lại bản thân mày đi. Sống ảo lừa đảo ba xạo mà bày đặt rêu rao, rêu rao. Tào lao mía lao si ba cao há cảo ca cao. Đừng có mà ho lao mà lấy bệnh cho tao. Wow wow. Đừng đụng tới Yến của tao. Cái gì kỳ vậy? Ờ, cái này là mình giới thiệu hai bạn lại với nhau. Hai bạn cảm thấy là hai bạn không hợp thì hai bạn tách ra đi. Mắc gì hai bạn chửi mình? Ờ, đúng rồi đó. Mình là đàn ông, tập có duyên lại đi, biết không? Nó nói anh vô duyên tổn thương anh kìa em. Để em. Đừng có đụng tới nam của em nha. Đúng rồi. Đụng tới nam là đụng tới em đó. Đừng có đụng với Yến của tao á nha. Trời ơi, dễ thương á. Yeah. Yeah. Ê, em ơi, anh nhận ra rồi. Hai đứa nó hợp với nhau lắm. Vô duyên mà xấu nữa. Cái này đúng là nồi nào ốc chung đó. Ôi vậy hả? Ta nói nó vui biết bao nhiêu, anh cứ đắn đo. Ta nói nó vui biết bao nhiêu, baby của em. Hai đứa chúng ta hiểu nhau như phép nhiệm màu. Anh mong hai ta sẽ yêu nhau. Ta nói nó vui biết bao nhiêu, em luôn chân thành. Ta nói nó vui biết bao nhiêu, baby của anh. Đây năm đôi ta. Ngày xưa ngày xưa, tại vương quốc Ai Cập quyền bí hơn 3.000 năm trước, đã xảy ra một vụ án hết sức kỳ lạ. Tương truyền rằng có một vị pharaoh lên ngôi đã lâu, nhưng mọi quyền hành đều nằm trong tay tể tướng Imhotep. Hắn ta đã giam lỏng đức vua trong hoàng cung là mù mịt để dễ dàng tác quái tác quái. Và điều kỳ lạ là chỉ sau một đêm nọ, đức vua đã lấy lại toàn bộ quyền lực và trừng trị tên gian thần một cách thích đáng. Điều gì đã xảy ra và họ đã làm điều đó như thế nào? Lòng ta đang rối rắm mà các ngươi có muốn rề rề rời rạc làm ta rầu rĩ, ta thấy mình bị rẻ rúng. Anh ta làm gì vậy? Rung rẩy vô hết minh họa thô thiển. Trời ơi, ta là vua mà tại sao quyền lực nằm hết trong tay tể tướng Imhotep? Ta có phải là bù nhìn đâu mà suốt ngày cứ xem các ngươi múa hát quay cuồng vậy. Đường đường ta là một pha ra ông. Nè, bớt tung qua lại giùm đi. Ta không phải là pha ra bà. Trời ơi, ta căm ghét tên Imhotep quá. Tại sao lại giam lỏng ta như thế này? Đúng, hắn ta thật là to gan. Khi quân phạm thượng, chuyên quyền độc đoán, thật là quá đáng. Quá đáng, quá đáng, quá đáng. Chửi hay lắm, chửi hay lắm. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau hợp lực tiêu diệt Imhotep. Dạ. Thôi bỏ đi. Trời ơi, sao các người hèn quá vậy? Bây giờ muốn ta hoàng hồn. Thôi, lùi hết đi, cho ta ra. Hả? À không, ra hết đi, cho ta lui. Hả? Ai ra thì ra, ai lui thì lui. Hả? Đi giùm tôi cái đi. À dạ. Ơi. Chỉ vừa mới đây thôi, không khí còn rần rần rộ rộ, đông vui như ngày hội. Vậy mà giờ đây, chỉ còn một mình ta, một ông hoàng sân khấu chuyên làm trì tiết tấu. Ta biết làm sao ta hài hước bây giờ. Thôi, đi vô đi cho nó lành. Xinh xinh nát xanh, giấc tung tăng trên lá xanh. Đùa em trong giấc tươi xinh. Đùa vui bên khó hoa, gió lè lè cánh bướm xa. Lòng em mê si thư thà bước ha. Cánh hoa xinh tươi là em ha. Là có tuyển tử hả mà mở nhạc Hoàng Châu Công Chúa vậy? Ngày hôm nay ta đã vô được hoàng cung này rồi, chắc chắn sau khi ra đây ta sẽ đổi đời. Vậy bây giờ không còn chần chờ nữa, ta sẽ đi kiếm những báu vật trong hoàng cung này. Một cái rương, chắc chắn trong cái rương này sẽ rất là nhiều vàng bạc và châu báu. Cuốc ha.
Buồn buồn đãi cát tìm vàng, đãi nhầm cục ấy buồn ơi là buồn. Thật là dễ thương, thật là đáng yêu. Đây chắc chắn là cái nón bằng vàng. Ôi, đẹp quá. Cái nón thật là dễ thương và đáng yêu. Ở bên ngoài mà có cái nón vàng này, chắc chắn bên trong sẽ còn nhiều thứ quý giá hơn nữa. Bạn nón ơi, bây giờ bạn ở đây nha, để mình vô trỏng, mình lấy nhiều món đồ ra nữa, rồi chúng ta cùng về nha bạn nón. Vô mánh rồi. À ha, đêm nay ai cũng cho em là xinh nhất nơi này. À ha ha, đẹp xinh. À ha ha, ô hô, trái ngô. Trời ơi, em ở đây mà anh tìm em nãy giờ. Ủa, cái đường này ai để đây? Trời ơi, sao đồ đạc tới lung tung vậy nè? Không được rồi, à, ta biết rồi. Các em mới nóng nực quá, nên ở đây hóng mát trước khi đi ngủ phải không? Được rồi, theo anh để lại vị trí cũ nha. À, trời ơi, chúng ta cùng nhau chúc bầu tâm sự nha. Ta làm được cái xa rê thật là đẹp rồi. Bây giờ cái xa rê này mà đội chung cái nón này bá cháy bù chét luôn. Ủa, cái nón của ta đâu rồi? Mọi người có cái nón của em đâu không? Không thấy. Bên đây có ai thấy nón của em không? Thôi thổi nói này lộ kịch hết. Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái nón của ta đâu rồi? Trời ơi, cái áo của ta chưa kịp chúc bầu tâm sự mà cái áo đã mất tiêu rồi. Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái áo của ta đâu rồi? Trời ơi, cái nón của ta đâu rồi? Cái áo của ta. Ê bạn ơi, bạn có thấy cái nón của mình đâu không? Không, bạn ơi, bạn có thấy cái áo của mình đâu không? Thấy chết liền đó. Tìm đi. Ê không quen. Ê, không quen luôn. Đứng lại. Ngươi là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Câu đó ta hỏi người mới đúng đó. Ngươi là ai? Nhìn ta như vậy chắc ngươi cũng đủ biết. Ta chính là ăn trộm. Ăn trộm đúng không? Ta là ăn trộm. Ta thật không ngờ ngày hôm nay ta vô ta ăn trộm mà gặp hả đồng bọn của ta. Thôi được rồi, bây giờ nước mắm không phạm nước mía. Cái gì vậy? Gì câu câu gì quên rồi? Nước sông nước giếng. Đúng rồi, nước sông không phạm nước giếng. Ừ. Bây giờ người ở bên phần giếng của ngươi ăn trộm. Ừ. Còn ta bên phần sông của ta ăn trộm. Ừ. Đi. Đứng lại. Gì nữa? Tại sao ngươi lại dám lấy vàng bạc trong này? Muốn thoát khỏi nơi này thì phải bước qua xác của ta trước đã. Được. Ngươi muốn thách đấu với ta đúng không? Phải. Được. Để ta kia. Hãy rút kiếm ra để cùng ta phân tài cao hạ. Nếu người chịu đấu cùng ta thì ta sẽ đấu cùng người. Để ta suy nghĩ lại. Nếu người muốn đấu cùng ta thì ta sẽ cùng người phân tài cao hạ. Còn chân chơi gì mà không rút kiếm ra để vào đấu cùng ta. Đồng ý. Ha, ta đã rút kiếm ra rồi, sao người chưa chịu rút ra? Ta cũng rút ra rồi mà nó không chịu ra. Ta sẽ giúp một tay để gọi là tương trợ. Ta cầm kiếm giùm ngươi, ngươi rút kiếm giùm ta. Được rồi, rút nè. Ngày hôm nay ta với ngươi sẽ chiến đấu. Một con một mất. Được. Trên sóng truyền hình, bớt bớt bạo lực. Hey. Yeah. 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 Me. Me. Chặt thịt bò, nghe điện thoại. Alo. Không có gì. Cúp máy. Thì tắn cái bút. Mày tắn tao, tao tắn mày. Đau quá, tao tắn lại. Tao tắn luôn. Nghỉ chơi. Bo bo xì. Nghỉ thi. Nếu nghỉ thi, đền 2 tỷ. Ê con quỷ, chơi lại đi. Bạn ơi. Thằng ai nấy lo. Chết à! À! Trời ơi! Chẳng như gió muôn tàu đất vừa. Trời ơi! Không thể tin vào mắt mình được. Tôi nghe nè. Dạ dạ. Chuyện này là bí mật nghe chưa? Dạ. Không được bật mí cho ai nghe không? Dạ. Thần xin hứa, thần không kể ai nghe đâu. Mọi người ơi, cả bạn cũng biết hết luôn rồi. Được vua. Hey, chuyện gì? Nô tì có lỗi. Thôi đủ rồi, chưa tắn đã. Để ta.
Trời ơi, Đức Vua, ngài rảnh không? Rảnh. Tán lại cái đi. Ừ. Đẹp rồi nè. Đức Vua. Ừ. Không biết, không có lỗi. Dạ. Ta miễn lễ. Cái tội của ngươi á, mà ở đây là bị xử luật chết. Vậy hả Đức Vua? Nhưng mà, ngay lúc này, trong hoàn cảnh này, ở vào địa vị của ta vui lắm. Dạ. Gì kỳ vậy? Ừ. Ăn trộm vô nhà mình vui kỳ vậy? Giờ mới buồn nè. Đức Vua ơi, ngày sao vậy? Ngươi nhìn đi, chiếc ngai vàng này nè, nó là niềm mơ ước của tất cả bao người, cho nên là không ngoại lệ. Với tên tể tướng Imhotep từ ngày ta đăng quang, à không, đăng cơ mới đúng. Tên Imhotep ngày càng căm ghét và thù hận ta, hắn âm mưu tạo phản và cướp hết mọi quyền hành. Trời ơi, ta giờ đây khác nào là một tên nô lệ. Ngươi nhìn đi, ngươi như vậy nào mà hạnh phúc hơn ta? Bởi vì ngươi có sự tự do đó. Đức Vua ơi, tại sao ngài không bỏ trốn đi? Không thể được, vì Imhotep đã chế tạo ra một loại thuốc vô cùng kỳ lạ, có tên là ngũ dị hương. Nếu ai mà lỡ ngửi vào, thần kinh sẽ bị tê liệt, không làm chủ được bản thân. Và ta bị lậm thuốc rồi, có trốn ra ta cũng tự mò về thôi. Ngũ dị hương, ừ, có phải là loại này không? Lạ lắm nha, hình như trong ngũ dị hương có chất dưỡng da trọng á, da sạch căng mà không bị khô, thậm chí trước đây chỗ khô này nè giờ láng luôn, nhìn đi. Ông xã của em nói á, để dành ngũ dị hương cho em tắm, nói vậy thôi chứ biết đâu mai mốt ông cũng tắm nữa. Hết hoàng cao á. Tên ăn trộm, có phải loại này không? Tại sao ngươi có? Để Đức Vua quên là thần là ăn trộm, chuyện gì thần không làm được chứ. Thôi, tao không tin đâu, đồ giả. Em cũng chỉ là con gái thôi. Muốn là không, hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người, được anh yêu thương. Một mình em thôi. Chàng ơi, hãy đến với em đêm nay đi. Em say lưng đi quá. Chàng ơi, baby, đến đây. Baby, đến đây nào. Baby, baby. Đại tướng Imhotep cầu kiến. Không kịp rồi. Imhotep. Đức Vua. Mua, mua, mua. Đức Vua. Tại sao mày lì quá vậy? Nói bao nhiêu lần rồi ngài cũng không nghe ta là sao? Hả? Nè, ngài là con người chứ phải con trâu ra mà lì quá vậy hả? Tại sao dám giao du với kẻ xấu? Cái tên ở đâu? Cái tên đó đâu? Ta đây! Trời ơi, em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là không hay vui là không. Hết thuốc thấm rồi. Ta đây! Nè, cái tên kia, tại sao ngươi dám cả gan đột nhập vào hoàng cung? À, thì ra ngươi là tể tướng Imhotep đúng không? Phải. Một tên chuyên cầm quyền ăn hiếp mọi người đúng không? Được, à. Ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt nhà ngươi. Tên này bố láo thật. Quân mày đâu? Chém. Không. Nếu phải chém, người đáng chém nhất chính là ngươi. Đức Vua, người quá lắm rồi. Tên kia, ngươi phải chết. À. Em cũng chỉ là con gái thôi. Muốn là không hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh. Đức Vua ơi, hắn tỉnh lại rồi. Trời ơi, tôi dám lấy thuốc của ta à, trả đây. Lôi sát hắn vào. Đức Vua. Tên ăn trộm, ngươi đã giúp ta rồi. Dạ. Imhotep đã bị tiêu diệt. Dạ. Và ta đã lấy lại quyền lực của mình rồi. Dạ. Đó là chuyện thần phải làm mà. Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là thôi. Em cũng chỉ muốn em như bao người,
bên nhau trọn đời hạnh phúc. Tình hình ở đây khá căng thẳng, nhưng tôi đã kiểm soát được. Nghe bố ơi, con đang đi quay. Mua cho bố bộ mic live stream à? Ui giời, con đi quay được có 200 bạc. Live stream một hai người xem mà cũng đòi mua mic. Thế nhá, tí về con mua cho. Cái cảnh quay của người ta đang rất hào hùng, đang rất căng thẳng. Lòi khúc nào ra đây, gì mua live stream ở đây? Hả? Bố em gọi ạ. Trời ơi. Ủa đâu có quay đâu, đạo diễn. Mấy anh em vũ đoàn cứ ngồi nghỉ ngơi tại chỗ nha. Sao đi quay để cho bố gọi? Dạ anh ơi, em xin lỗi, anh cho em cơ hội khác nha. Trợ lý, đuổi việc này. Ôi anh ơi. Em xin lỗi anh. Anh cho em cơ hội khác nha anh. Có đóng vai gì? Dạ đóng vai mật vụ ạ. Cái bộ đàn đúng anh có cầm sao? Dạ em cầm cái này ạ. Chớt tiệt. Cái bộ đàn này, người ta cầm như này. Mặt đăm chiêu lên này. Alo, đó hiểu không? Dạ. Cầm này là cầm alo, cầm smartphone. Em xin lỗi nhưng em biết cầm cái khác ạ. Cầm cái khác là cầm cái gì? Dạ biết cầm súng ạ. Cầm tôi coi thử đi. Dạ. Chớt tiệt. Này, nhìn nha. Dạ. Súng này. Mặt đăm chiêu lên. Cô cái này. Đùn. Anh ơi. Anh cầm như vậy là sai rồi, không phải cầm như vậy đâu, cầm như em mới đúng. Cậu là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Dạ, anh là đạo diễn ạ, nhưng bố em dạy em thế ạ. Bố cậu là ai? Dạ. Cái gì đây? Bố em là công an ạ. Em sai hả anh? Không, đúng. Dạ. Bố cậu là Nhất. Trợ lý, đuổi việc này đi. Ôi anh ơi! Bố em lại gọi. Về xóa ngay cái nhạc chuông này đi nghe chưa? Em nhớ rồi. Từ lần sau tao không muốn thằng này xuất hiện ở cái đoàn này nữa nghe chưa? Trời ơi. Cướp, bố tao cướp. Ôi. Này. Mày đi mất mày để ông túi quần à? Cướp mà toàn ngã thế à? Cướp, có ai không cứu tôi? Rõ ràng bị cắt vai rồi. Mà vẫn có xe tăng ủn này như thế nào nhở? Em ủi. Mai đẹp tin đi. Anh có sao? Anh không sao hết ạ. Em đi từ đâu tới mà ủn một phát làm anh vỡ bố lửa con tim. Thì em đang ung dung trên trời. Đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Cái tự nhiên có đứa ăn cướp. Em đạp mây xanh chỉ có Tôn Ngộ Không, chứ Thiên Bồng Nguyên Soái nào mà đạp mây xanh. Mệt ghê luôn á. Anh trêu thôi. Em nói nè, thì em đang đi dạo, tự nhiên có đứa ăn cướp đi ngang, nó cướp mất cái điện thoại của em. Em dí theo nó. Chị nó mở báo sợ nó tốn tiền phá báo. Thương em quá à. Thế giờ anh giúp gì được em? Anh có thể cho em một điện thoại gọi cho người nhà được không? Được chứ. Mày đẹp tin đi. Hello. Mẹ hả? Nhiều ngày rồi con không về, không liên lạc được gì cả. Chỉ dọn dẹp lại 8 chữ. Đừng lo, đêm nay con đi chơi xa. Có chồng rồi. Anh vẫn yêu. Dạ anh à, cảm ơn anh nha. Mày đẹp tôi đi. Sao điện thoại em á? Lưu số. Mà nãy giờ nói chuyện giao lưu, em không có biết anh là ai. Anh có thể cho em biết anh là ai được không giờ? Anh là... Hải Hot on the mic. Xin chào cười xuyên Việt 2022. Yeah yeah. Nhà anh nghèo chỉ có lúa gạo, chứ buôn bán ngày cũng gần triệu bao. Gạo nhà anh xuất khẩu sang Lào, cơm ăn ba bữa cứ để anh bao. Tình yêu anh nó nở như gạo, mãi bên em dù nó khổ như nào. Trai cũ em đổ như nào, tình mình vẫn thắm và nặng như nào. Anh biết là ba mẹ em khó đó, tương lai cả đời lên gia đình lo. Từng nhà em trèo vào tuy khó đó, anh vẫn leo vào dù nhà em có chó.
anh á, tính tặng anh bài thơ làm dội mà làm thơ dở nên thôi làm dở. Anh sao vậy? Tại sao vậy? Kiến cắn anh. Sao kiến vô lỗ tai? Tại em rót mật vào tai anh á. Mà đẹp kia. Anh là anh thích á. Thích. Thích ca mồ đó nha. Thích tỉ nhất rồi. Tình yêu của tôi là như vậy đó. Ok bà trắng ngốc. Vô tình câu chuyện tình yêu của tôi lại được rất nhiều người yêu mến và ủng hộ trên mạng xã hội và phong cho tôi với cái danh là nhà sáng tạo nội dung. Nhưng không, tôi không chỉ muốn dừng lại ở đó. Tôi muốn trở thành một diễn viên, tôi muốn trở thành một nghệ sĩ được đứng trên thánh đường nghệ thuật. Tôi Hải Phúc. Đó chỉ là ước mơ của tôi thôi. Nhưng ngày hôm nay tôi đến đây để cháy hết với đam mê của mình. Tôi cũng muốn có một cái cúp cho riêng mình. Tôi Hải Quốc Thái Bình. Cưng cưng, bác sĩ nói là tình trạng của cưng ổn rồi đó. Nhưng mà ổn hơn là phải đứng xuống rồi đi lại nhiều, vô vận động cơ thể lên cho nó mau hồi phục sức. Rồi người nhà đâu? Tôi. Ủa là sao vậy? Sao nằm bên bển vậy? Là vô đây là chăm sóc bệnh nhân hay là chăm sóc bản thân? Rồi dắt ra công viên đi, đi lại nhiều vô để cho vận động cơ thể mau hồi phục nha. Alo. Thôi bà ơi, mệt quá. Suốt ngày cứ làm mai làm mối cho người ta hoài à. Không, tôi hứa với bản thân mình rồi, kể từ giờ phút này sẽ không bao giờ cho bất cứ một người đàn ông nào bước chân vào cuộc đời của tôi nữa đâu. Em nói chuyện sao nha, có bệnh nhân đau đẻ quá nè. Oh my god, đẹp trai dữ trời. Y tá, lại đây tìm cho tôi một liều thuốc giảm đau đi nào. Dạ. Tôi đau đến tôi gục ngã tới nơi rồi mà. Đợi em chút. Rồi. Ngồi yên. Lại đây. Ủa anh cười gì vậy? Anh cười mồi thôi. Anh thấy vui dữ chưa? Vui thì chưa biết nhưng mà anh đau quá rồi. Ôi trời ơi, sao vậy? Em tiêm nhầm ven. Ôi trời. Ngồi yên. Từ. Rồi. Anh làm em rối quá đây nè. Lại nha. Trời. Anh ơi, có người nhà gửi cho anh món quà nè. Sao lại là cái bô em ơi? Ai biết đâu, người nhà anh nói tay đua chuyên nghiệp mà. Ôm cái bô đi cho đỡ ngứa nghề. Ô em ơi, hình như đây không phải là cái bô của anh. Ủa sao anh biết? Bô của anh là bô độ. Một thằng chuyên độ như anh thì cái gì độ anh nhìn phát là anh biết liền mà. Cái mũi nha. Em chống nhẹ thôi. Cái cầm nha. Cái xương à. Độ nha. Tự nhiên. Độ. Em nói là không có độ. Độ. Không có độ mà. Trời độ cho em nhan sắc tuyệt vời. Chết rồi trời ơi. Ủa mà sao đẹp trai vậy nè? Bao nhiêu chuyện ông làm tự nhiên cứ đưa đuôi xe hoài vậy? Nghề chọn người thôi. Là sao? Bố anh từng là một tay đua khét tiếng. Mẹ anh cũng từng là một tay đầu bếp khét lẹp. Trong lúc bố anh đang trên đường đua thì mẹ anh đang trên đường đẻ. Nghe tin ông ấy liền chạy về. Ơn dậy. Anh đẻ ngoài đường mất rồi. Nhưng mà không sao. Chính vì lẽ đó anh quyết tâm trở thành một racking boy để hỗ trợ các bà bầu đi đẻ đúng giờ. Anh chính là vua của các đường đua. Anh hay đua đường nào? Anh đua bùng binh. Ủa đua bùng binh là đua làm sao? Ví dụ em là một cái bùng binh thì anh sẽ đua vòng 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 vòng. Em biết rồi, ai chạy nhiều vòng bùng binh nhất người đó thắng. Ai rối loạn tiền lình người đó thua. Rồi anh rối chưa? Anh chưa rối, anh đi thẳng vào bệnh viện luôn. Người gì đó mà có sở thích lạ lùng. Rồi
vô bệnh viện vậy hoài. Lỡ mấy người mà thích anh á, sao mà người ta dám leo lên xe cho anh đèo chứ? Đua xe chỉ là cái thú vui thao nhã thôi. Nếu như anh tìm được một người phụ nữ của cuộc đời mình, chắc chắn anh sẽ từ bỏ mọi cuộc chơi. Cho em xin số phone. Hả? Ý là em xin cái thông tin để em điền vô hồ sơ bệnh án này nè. Tên gì vậy? Trần Thanh Trương. Trương là chờ nặng hay chờ nhẹ? Chờ nặng, chờ nhẹ, chờ thời. Chờ gì cũng được, chỉ chờ mỗi em. Anh làm nghề gì? Làm người yêu của em đó. Thôi nha, để tôi làm việc nè. Quê quán. Để nói về quê hương thì đó là cả một niềm tự hào trong anh. Xin phép em cho anh giới thiệu bằng một cách vô cùng đặc biệt. Hỗ trợ hết mình. Trần Thanh Trương, Rocking Boy, Thanh Thanh Thanh. Đã dùng cái tay với. Ô quên. Thanh Thanh Thanh. Quê Thanh Hóa. Thanh Đa. Hả? Thanh Đa. Ủa làm vậy chi vậy? Làm vậy cho vui vẻ. Thấy vui vẻ hơn chưa? Vui thì chưa biết, nhưng ra dễ rồi. Sao mà hay ra dễ quá? Bao nhiêu tuổi nè? Dạo dực 25. Ủa sao biết? Em có kinh nghiệm. Anh cũng có kinh nghiệm nhìn người đó. Anh có kinh nghiệm sao vậy? Bụng em đầy ngấn. Yêu em ngần đấy. Gặp em anh chỉ muốn thờ. Vô duyên. Vừa thờ ích thích, vừa thờ ưng thương. Quỷ à? Thôi thôi thôi, đừng sắp sắp lại gần ta. Chọc em hả? Em đấm anh vợ. Chọc em đòi đấm, mua đầm, rồi mình đòi cưới. Alo. Em nè, em có muốn đi về làm đâu? Đừng cho mắt anh phải buồn đâu. Sắp chân, sắp chân nhẹ nóng đêm. Chưa có hơi nhiều đâu. Na 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 na. Anh cần em hỗ trợ không? Ê trời đất ơi, sao tự nhiên lên đây nằm vậy? Anh trốn. Anh trốn kỹ quá vậy? Anh lỡ nhận tiền đua xe sinh tử của tụi nó. Là bây giờ anh không muốn đua, bây xài hết tiền rồi. Trời ơi, em cứu anh đi. Anh làm gì nữa vậy? Lần đầu tiên đóng vai sắp chết, anh run quá à. Trời ơi, chết mà còn run nữa. Nó đâu? Nó rồi đại ca. Nó đâu rồi? Nó nằm giường nào vậy? Nó đâu? Mày gì hả mày? Trong đây có mình nó nằm. Mày còn hỏi nó nằm ở đâu? Nó đâu? Anh hỏi câu y như ảnh. Nó đâu? Nó đâu? Dạ nó nào? Thằng Trương. Trương nào? Nó đâu? Nó nè. Anh Trương. Anh chết rồi. Chân vốn vô thường. Khó chẳng bề đường cùng lạc lối khôn lường. Thế nói về sau cuộc đời ta chỉ một mưu cầu. Có được chi kỷ đến lúc bắt đầu. Hết ly này, đắng hay cay. Phút say này mình sẽ hào bước theo đời. Có sương cùng chia, có đau cùng qua. Chúng ta là anh em. Ủa sao dễ dàng quá vậy? Thời lượng có hạn, xuất hiện chi nhiều. Trời ơi. Cảm ơn em nha. Nhưng mà vậy là xong rồi đó hả? Lãnh Thác, anh bị điên hả? Anh thoát khỏi đàn em của anh. Nhưng anh đâu có thoát khỏi pháp luật. Ý em nói là sao? Anh đua xe sinh tử, anh vô đây nhập viện hôn mê. Nhưng mà anh tông trúng bà lão, bây giờ đang nằm cấp cứu kìa. Nếu như bà lão ấy mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn anh sẽ đi tù. Anh đi tù thì em đi tù. Ngày em xuống núi cũng là ngày anh vừa ra tù. Rồi lúc đó hai chục... Mẹ thương bao con thân gái đục trong. Tăng 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 tăng. Còn đi lấy chồng. Nè, nó cực khổ nuôi con từ nhỏ tới lớn, nghe lời má nghe không? Dạ. Đi vô đi, lát chừng nào có khách mới á, má kêu. Dạ, thưa má con vô. Trời, cái gớm không nè. Dạ, mọi người kêu mới ăn đi. Dạ, dạ nè, khách ơi, vào quán Bé Lệ đi nè. Bé Lệ. Tại sao khai trương quán mà không mời tôi? Ai vậy? Hải Hùng Bolero nè.
ghét quá à. Ủa, mấy chục năm mới gặp luôn á. Chúc nhau bạn nhớ lắm luôn á. Bụ đủ nước làm tới hả? Thầy gốm thiệt cái trời ơi. Đi đâu mà đi đăng lên mà giờ mới về xui vậy? Tôi lên Sài Gòn, tôi đi hát, kiếm ăn không? Anh Phong kiếm hoài, kiếm thằng love the chase in the hunt. Người đàn ông phủ bạc, bà nhớ không? Vì cùng yêu một thằng cha tên Phong đó nghe. Mà chị em mình á tình cảm tan vỡ, đi lên Sài Gòn cưới vợ có con hết rồi, đừng có nhớ từ người ta nữa. Ủa mà nè, giờ này sao rồi? Thì nè, nhìn kỹ đi. Đó, lúc mà bà lên Sài Gòn rồi đó, tôi đi hát có mình nên nè, đám nào cũng hát hết trơn á, dành dụm tiền bạc làm nên quán với Lệ này nè. Ồ vậy hả? Dành dụm tiền bạc làm món nhậu hả? Xong dành dụm tiền bạc sửa đây răng cho bớt hô đi. Để không? Cũng tịnh sửa rồi, mà nghĩ lại để hợp răng chống mà binh cô hồn. Trời ơi, dữ gì trời. Dữ lâu gì? Ngày gặp lại những xéo sắc như xưa. Xéo sắc gì? Con người con ngợm không? Không học gì mà bỏ tiền học lời ăn tiếng nói đi. Đút cái chữ vô não giùm cái. Lo diện đồ. Thôi trời ơi, à. Cái đèn giao thông biết đây gây chuyện. Ủa, sai tôi là vậy? Sao kỳ vậy? Bớt tỉa xói nhau lại. Tôi hết xéo sắc rồi, mềm mại là rồi. Chi muốn vậy? Muốn lấy chồng rồi. Ai lấy? Kệ tôi, mắc cười quá hà. Thôi nè, biết sao không? Về này, có quán rồi, có nhà có cửa rồi. Về ở với tôi. Đời cho em mình khổ lắm. Về già đó, đâu có ai đâu mà lo. Đúng có rồi. Chỗ nương tựa. Đúng rồi. Tôi tự xây cái quán nè, để yên phận cuối cuộc đời của mình. Ê, vậy bà cho tôi phụ bà đi. Ở đây với tôi luôn nha, hứa không có đi nữa nha. Hứa mà. Cái gì bên đây? Vô đá. Ăn cái gì? Vô đá. Ôi, trời đất ơi. Giao đá coi. Bè ơi, đứng lại coi. Trời đất ơi, hai đứa này sao vậy, lớn rồi mà không biết suy nghĩ gì trời. Giao đá bây giờ ăn ghê lắm, bị ung thư đó. Ủa vậy? Cái gì? Hả? Gì? Thư gì bậy bạ vậy? Giao đá tôi tự mua sữa, mua đường tôi pha, đút vào tủ lạnh đó. Rồi bà mua đường, mua sữa ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư đó. Đi về đi, đừng có ăn, đi đi. Dạ, trên tô hủ tiếu sườn. Ăn mà không biết suy nghĩ gì, ăn ba cái đó là ung thư chết. Ung thư cái gì? Hủ tiếu sườn nha, sườn heo tôi tự tay tôi hầm xương đó. Chưa kể con heo tôi tự tay nuôi lớn luôn. Trời ơi, ung thư gì đây trơn á. Trời ơi, bà ghen quá. Ghen gì? Rồi cộng hủ tiếu mà mua ở đâu? Ngoài chợ. Ung thư luôn đó. Ung thư luôn hả? Đi về đi mấy đứa ơi. Ghê quá. Anh nói giỡn á. Đi về đi. Ê, tính ra tôi hay quá. Tôi hay thiệt á, tôi vừa vô tôi hải hùng kia, tôi giúp quán, cái quán đang đông vui, tự nhiên bắn hoe hết luôn. Cái gì vậy? Hả? Hơi nhanh đó. Rồi đó, nhạc sĩ Trường Sơn lên. Tôi hải hùng với hải hùng luôn đó. Sao tự nhiên chửi tôi? Hải hùng bây giờ muốn sao? Muốn là tưng bừng khai trương, lặng lẽ đóng cửa phải không? Hả? Bữa nay là ngày khai trương này của cô Lệ nè. Làm vậy là chết rồi. Chết rồi, biết không ở đây? Ai vậy? Buồn quá Sơn ơi. Cô Lệ nè, tôi thông cảm cho cô. Ừ. Khai trương mà gặp quỷ này là chết rồi. Bữa trước ông Sáu á, bác cháu dịch nghe, mới khai trương hôm qua ủng hộ cái bán 3 ngày đầu khách đông, ngày thứ tư bán luôn cái quán. Đó. Bây giờ nào bữa nay tôi bán thân luôn không? Dễ lắm. Nhưng mà tôi bây giờ biết sao không? Tôi ủng hộ cô, tôi dắt bạn gái tôi ghé đây rồi. Đúng rồi. Đó. Im nha nè. Em ơi. Im nha. Ghé đây. Rằng im hay chưa? Biết rồi. Đây. Mày cầm đi. Mẹ. Quán của anh cô Lệ anh. Em ghé đây đi. Em chào chị. Đó, em chào chị. Bữa nay ghé quán của Lệ ủng hộ đi, mới khai trương phải không? Nè, anh đi tiếp khách nha không? Biết rồi. Vô trọng chuẩn bị đàn ở đền báo cho em. Ê, nó nghe, nó nghe. Cấm ung thư ung thiết. Đồ ở đây là đồ ngon. Dạ. Đồ ở đây cô Lệ làm. Ăn gì? Im coi, đồ uy tín lắm, ăn một viên không? Anh ăn, em ăn. Không, em ăn gì cũng được. Ăn gì? Gì cũng được. Thì từ từ đi. Mày chỉa một cái tao quánh mày chết luôn đó. Em ăn cái gì cũng được. Vô đi, không có kêu mà ăn giống như ăn thịt nhau vậy. Muốn ăn thịt nó ăn thịt tôi nè. À, thịt lấy bóng sao? Đi. Bây giờ ăn gì? Hai tô hủ tiếu. Trời ơi trời. Nè tôi nói nghe nè, mấy người này nên bỏ đi. Đừng bao giờ quen. Sao hả chị? Hai người sắp về sống chung một nhà với nhau rồi đúng không? Dạ dạ. Vậy dạ. Mà kêu hai tô hủ tiếu phân biệt vậy. Ăn sợ động môi động đũa sợ lây bệnh hả? Bỏ đi. Trời đất ơi, bây giờ hả? Hai người vô kêu hai tô là đúng rồi chứ còn gì nữa. Trời ơi, em không ngờ con người anh. Anh thì ra anh kỳ thị em đúng không? Anh sợ đụng muỗng, đụng đũa với em chứ gì? Không phải, ý của anh không phải là vậy. Chứ sao? Cho một tô đi. Trời ơi, quen nhau mà kêu kiệt ăn có một tô. Trời ơi, đại gia kỳ vậy. Trời ơi. Thì ra, bỏ đi. Thì ra con người anh tính toán chia ly với bạn gái như vậy. Anh kéo kỳ quá, tôi chia tay anh á. Không có phải. Trời ơi, bà nói giùm tôi một tiếng đi.
Thôi được rồi, gái ơi gái, thì cái mới có là chọt chút xíu thôi mà banh nhà banh cửa rồi. Tôi giỡn đó. Thật sự ra tôi vô tôi nhìn cái tướng này tôi thấy là nhân tướng là rất là tốt. Bà con biết coi bói luôn. Biết coi bói. Coi tôi khỏe rồi. Bây giờ coi bói bà coi bằng cái gì nè? Bây giờ tôi coi bằng bolero. Bolero. Ừ. Rồi. Đây. Giờ hát tôi, đi, tôi giờ bói tôi hát một bài nghe. Chỉ cần hát một bài thôi tôi nói cuộc đời của ông luôn. Rồi, đoán đàng hoàng nghe. Rồi, hát đi. Đời tôi đẹp trai nên đi đâu hay nó quá cũng ra hoài. Hay lắm. Vì tôi đẹp trai nên bao cô nó cứ theo hoài. Hay quá. Vì tôi đẹp trai nên tôi không cần hát hay. Tôi không mà cần có tài mà tiền xài tôi có lai rai. Thôi được rồi, đoán được rồi. Hát cái bài mà đẹp trai, thường thường đẹp trai là cuộc đời đó là dạ. Khuôn mặt đó là khuôn mặt hai mặt. Tại thường thường đẹp trai là có rất nhiều người cua, rất nhiều người yêu, hiểu không? Có nghĩa là nay yêu người này, mai yêu người nọ, mốt yêu người kia. Đúng không? Bởi vì người xưa người ta có câu nè: họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân chi diện, bức chi tâm. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt là gì? Đừng hỏi mấy câu đó tôi không có biết đâu. Vậy còn chi nhân, chi diện, bức chi tâm? Cái đó tôi biết. Có nghĩa là biết người, biết mặt mà không biết lòng đúng không? Ô trời ơi, giải thích kiểu đó ra ngoài đường người ta cười vô mặt. Thế sao? Giải thích cái kiểu gì mà kỳ cục, có nghĩa là này, chi nhân, chi diện, bức chi tâm là gì? Nghe rồi học hỏi mới mốt ra giải thích cho người khác nghe chưa? Ừ. Chi là gì? Chi là gì biết không? Là biết. Chi là biết, nhân là người, diện là có người biết ăn diện, bất là không, tâm là tâm xỉa răng. Câu đó có nghĩa là người biết ăn diện thường không dùng tâm xỉa răng. Có nghe chưa? Vậy là cuối cùng là tôi sao? Nói chung là con người này sợ khanh lắm, bỏ đi, đừng bao giờ đeo với con người này nữa. Bỏ đi. Thì ra bấy lâu nay anh là con người sợ khanh như vậy. Tôi không biết, tôi chia tay anh, chia tay đi. Không phải, em tự bà đó nghe. Bà ấy dễ bị chửi luôn. Bà có chừng tôi đó. Vừa vô xài xể tử chui làm chi. Sao rồi nè, bà ăn. Ôi, đi đâu hết rồi? Không ấy, bà cầm sổ đổ bà sang quán đi, chứ bà kêu tôi về là một thiệt hồi lớn với bà đó. Tôi quá sợ cái xóm này. Trời ơi, kỳ quá ha. Chắc đi hết là tiền vô nó bù lại. Thôi đừng có buồn nữa. Má ơi, má ơi giúp con với. Ủa, Thím Mãi Hùng mới tới hả? Má ơi giúp con với, má ơi. Thím Mãi Hùng, sao Thím tới đây vậy? Má ơi, má giúp con với, má ơi, nguy cấp lắm rồi. Mày cháu chắc trả lời chứ không. Giúp chuyện gì? Bây giờ á, má làm má còn Thím Mãi Hùng làm ba nha. Gì vậy bà? Những ba má gì đây? Vụ dạ. Gì? Vụ gì làm ba làm má? Ba của anh Hậu hôm nay lên coi mắt của con. Sao giờ mới nói? Sáng giờ lo khai trương quên mất tiêu nè. Vậy? Tao mệt quá, đi ba má gì đây. Bây giờ, thôi được rồi đi. Thôi được rồi, để Thím ba làm ba cho. Dạ. Nhưng mà Thím bây giờ đâu có đồ đâu mà mặc mà làm đàn ông. Dạ, đồ nè Thím. Trời, nó canh luôn á, nó làm như là nó muốn tôi làm đàn ông trở lại đó. Thôi giúp con gái mình mà hiểu không? Đi, 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 đi vô đi, mà thay đồ. Đi hai nè. Đi vô thay đồ, nhanh trời đi. Trời đất ơi, thiệt khổ ghê đó. Trời ơi, mày vô lẹ lên coi. Lẹ lên, cái thằng quỷ này. Đi qua cái cầu vườn qua cũng không được nữa, mày đặt đi cưới vợ. Tía ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Từ từ, cái gì người lớn nó không có cãi ok. Con chưa nói gì hết luôn á. Ông chưa nói hả? À? Vậy tao sai ok. Ok. Bây giờ mày tới nhà con bạn gái mày chưa? Hình như là ở đây đó tía. Lan ơi. Dạ. Ủa, anh Hậu. Lan. Dạ, con chào bác. Để con mời ba má con ra. Ok. Ba má ơi, ba của anh Hậu tới rồi nè. Và bây giờ là họ nhà gái. Má tôi tên là Nguyễn Thị Bé Lệ. Năm nay má tôi vừa tròn 52 tuổi. Và tiếp theo là sự xuất hiện của người thứ hai, là ba của tôi. Đúng rồi. Ba tôi tên là Quỳnh Hải Hùng. Ba của tôi năm nay vừa tròn 59 tuổi. À cha, bên nhà gái giới thiệu hoành tráng quá ha. À, ba mẹ con đây đó hả? À, chào ông anh. Cái gì? Đẹp quá. À, cái gì vậy? Ông đó đẹp quá, đẹp quá. À, chào ông anh. Tôi tên Phong, quê ở Vĩnh Long. Nhà cạnh một dòng sông. Ngày xưa có hai người đàn ông muốn lấy tôi làm chồng, nhưng tôi đã phụ lòng bỏ mặt dòng sông, quyết sống cuộc sống lông bông. Bây giờ tôi đã thỏa lòng. Xong. Tôi đã nói xong. Quốc ngữ chi phong. Thank you.
chiều nay mà sao không thấy anh, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh đây, chiều sương hay là khói thuốc bay, anh không lại em nhủ lòng sao đây, anh cứ hẹn chiều mai mà sao không thấy anh, áo ai xanh hờ hững đi vào đêm, đợi một giây bắn một thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Hải Hùng, bé Lệ đi đâu đấy? Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Tôi có hẹn chiều nay. Chiều nay tôi có hẹn. Em ơi. 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 Em ơi, suốt đêm thao thức vì em. Vì lời ta từ lúc anh ra về. Dẹp ra đi. Dẹp, con này quá đẹp mang. Cướp bồ chị. Cướp bồ. Hai người làm gì vậy? Anh không hẹn ra đây. Rồi sao đối xử với em vậy? Tại sao vậy? Tại sao đối xử với em vậy khi hẹn em ra đây? Vậy mà cũng dắt. Ừ. Dài quá. Thôi bây giờ em về trước đi. Rồi xíu anh ra anh gặp em nha. Thật sự là tôi có hẹn hai người ra đây. Tôi muốn nói với hai người, thật sự là tôi biết hai người thương tôi. Tôi cũng thương hai người như anh em. Sở dĩ tôi hẹn hai người ra đây là tôi muốn nói, tôi muốn tạm biệt. Tôi phải lên Sài Gòn, tôi lấy vợ. Rồi chắc tôi ở trên đó luôn, tôi lập nghiệp. Anh Phong bỏ tụi em hả? Anh bỏ tụi em đi luôn anh Phong. Tôi xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Anh Phong. Anh Phong. Em anh Phong. Phong. Em thương anh Phong. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc nhiêu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặn lẽ buồn yêu đừng nhìn. Ông đã nhớ chưa? Ông cho cha quên nắng râu rồi nè. Tôi không gả con gái tôi cho ông đâu. Đi về đi. Về đi. Tự nhiên đi. Gã con gái của ông cho tôi làm chi? Tôi nói gì kệ tôi đi. Tôi đâu có nhu cầu lấy vợ. Ai biết được. Người ta đuổi về cái ok đi về ok. Ba à, nhưng mà con yêu Lan thật lòng mà ba, không có về được đâu ba. Má, từ nhỏ đến lớn á, cái gì má cũng cưng chiều con hết. Để bây giờ con lớn lên, con có tình yêu, rồi má ngăn cản con. Vậy từ nhỏ má nhận nuôi con làm chi? Má không thương con hả má? Má, dì ba. Dì bó tay được con à? Lan con, bác là bác chịu gả hậu cho con rồi đó. Nhưng mà để bác nói chuyện với hai bà, thì hai bà không chịu thì một năm, hai năm, rồi ba năm, rồi không ấy đợi tới 10 năm mấy bà chết rồi. Đi về rồi. Thì đúng thôi. Thì lúc đó mày tự do, mày muốn cưới ai mày cưới. Không có được đâu. Đợi tới lúc đó anh Hậu thay lòng đổi dạ, anh không còn yêu con nữa làm sao? Em nói gì vậy Lan? Anh yêu em thật lòng mà, ok. Ok. Lan ok. Rồi hai người có ok không? Ông có chấp nhận nhiễm truyền thống ok không? Tôi giận lắm đó. Tôi cũng vậy. Tôi giận lắm á. Tôi gặp ông tôi giận lắm biết không? Tao nóng lắm rồi. Thôi mà.
đừng giận nữa. Tôi biết á, là ngày xưa tôi có lỗi. Tôi phụ tình hai bà để cho tụi mình không đến được với nhau. Thì bây giờ để cho tụi nhỏ đến với nhau đi, rồi tụi mình về chung một nhà. Hả? Một... Làm xui. Xui. Vậy là đồng ý phải không ba má? Ok, okay. Yes. Yeah. 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 Trời ơi, cái gì mà điên vậy? Tổ chức đám cưới cho nó đi. Đưa đến nhau đi. Là tên đẹp, Mèo mới là tên chính. Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn. Lúc nhỏ, tôi cứ tưởng Sài Gòn chỉ gói gọn trong vài con hẻm nhỏ, cây bùng binh hay cây chợ gần nhà. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi biết rằng Sài Gòn nó cũng đang lớn dần theo tôi. Nó rộng lớn đến mức mà người Sài Gòn như tôi vẫn thường xuyên bị lạc lối. Nó rộng lớn đến nỗi hôm hổm, hôm ấy mưa răng răng trên phố và tôi lạc và tôi vô tình lạc vào con sớm nhỏ đầy tình người. Và cái tình chạm mắt như vần thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Và các bạn đừng thắc mắc vì sao tôi lại hát bài tình cha. Vì cái bài tình cha để nó mang đậm bản sắc trữ tình nhạc bolero. Và câu chuyện mà tôi muốn kể cho quý vị nghe ngay sau đây được mang tên Tình Bolero. Vắng tanh, sao hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xiên áo người, mưa chẳng yêu kịp sống mong manh, lại lôi qua buông lối quanh, gặp đèn đường đê tối tăm, gặp ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bụi ngôn, ngày mềm tiếng hát ngân nga. Nhớ lời mẹ hèn râu thiết tha, không gian tím ngắt bao la, như thương đường về quá xa. Mưa ơi có thấu cho ta, lòng lạnh lùng giữa đêm buồn. Đời gì không, tình thương không, yêu thương té răng, lẫm hàm răng. Ai là giọng hát của ai? Trân trọng tất cả mọi người tưởng tôi là một người đàn ông đua xe hả? Thiệt ra tôi chỉ là một người phụ nữ thôi, tôi là một bà già thôi à. Trời ơi, bà nội là bà nội. Ai mày? Tao nói rồi nghe mày, mày không được kêu tao là bà nội. Chị... mà mày phải kêu tao với một cái danh hiệu mà bà con trong xóm giềng đặt cho tao. Là cái gì? Nữ hoàng nội y. Trời đất ơi. Rồi, nữ hoàng nội tôi qua đây ngồi giùm tôi đi nè. Trời ơi, trời trời, mệt quá trời mệt, đi chạy xe giờ đuối quá mày ơi. Trời ơi. Mệt lắm hả má? Ồ, đuối quá. Rồi, làm miếng bia chơi. Trời ơi. Mạnh mẽ vậy. Trời ơi, rồi thôi. Rồi nữ hoàng nội tôi nay chạy xe làm sao? Nói chung là đi chạy sáng giờ á. Nói chung vẫn ế như mọi ngày. Cho nên tao quyết định tao chuyển qua tao làm shipper. À, đi giao hàng á hả? Shipper mấy cái micro á. Để cho người ta hát mà nó có cái loa phát ra luôn đó. Hiểu không? Dạ hiểu. Đó. Rồi giao được không? Nói chung hôm nay giao hai cây bể, cây đền, cây. Trời ơi, rồi làm sao? Rồi tiền đâu đền ta? Thì lấy cái tiền đi shipper đền đó. Trời đất ơi, rồi chạy làm chi vậy trời? Thật ra làm cho vui thôi chứ quyết đoán cuối năm tao lỗ mà. Trời ơi, má ơi, con nói má rồi. Dạ thì kiếm nghề khác làm đi, chạy xe ôm chứ cho nó cực vậy. Không có được. Sao vậy? Tao phải làm cái nghề này à? Là bởi vì từ khi tao bén duyên với cái ngành vận tải á, hồi xưa tao không có chạy xe như vậy à. Mà hồi xưa tao đi chở nước đá à. Đâu đó bị bắt cũng vài lần. Sao vậy? Tại không có bản số. Trời ơi.
rồi tao mới dùng tất cả các mối quan hệ tao có được, tao mới đi chạy ra được cái bản số. Sau đó tao đi chở ga. Trời ơi, rồi chở được không? Từ sáng tới tối chở được một bình. Sao xui vậy nội? Bị bình ga nó nặng hơn tao. Rồi tao mới quyết định bỏ nghề chở ga, bán chiếc xe không có bản số đó. Tao mới qua tao mua chiếc xe ba bánh để tao chở xà bần. Trời ơi, nhưng mà bà con trong xóm nhìn vô tưởng xà bần đang chở tao không. Quyết định bán luôn chiếc xe đó luôn, quay về mua chiếc xe không bản số, chạy shipper tới giờ. Trời đất ơi. Bởi vậy tụi bay thấy không, để có được một cái thành công sụp sệ như ngày hôm nay là tao đã trải qua con đường rất là chông gai rồi đó. Hay quá má ơi, uống cái nè. Chơi uống đây nè. Không muốn mặt cho cái trời. Phải nghe nè. Vậy hôm nay á, đi giao Migo. Gì tự nhiên vui ngang vui trời. Lắm. Vậy chứ thật ra tao đang rất là buồn á. Thôi mày, buồn cái đờn đờn. Bởi vậy đâu phải chủ đề bolero là lợi dụng âm nhạc hả mày? À, không phải, con có một nét nhạc đó cho má dễ kể chuyện đó mà. Đờn còn đờn nhét. Tưởng tao không biết hả? Hôm nay á, tao mua cái cây Miro này. Dạ. Tao tặng cho cháu tao. À. Cháu tao làm tấu mì á. Dạ. Hôm nay nó đi thi chương trình solo cùng bolero. Rồi. Hôm nay là đêm chung kết nè. Rồi. Để nếu như á, mà nó đoạt giải hôm nay á, thì cái cây Miro này là hành trang để nó đi vào con đường nghệ thuật. Nếu như mà nó rớt á, dạ, thì cây Miro này hành trang nó đi bán kẹo kéo. Hả? Trời ơi trời, tính xa vậy luôn á. Vậy đi, cho có nghề. Đây nè, mới mua cây Miro nè. Đẹp quá trời. Đây nè, mày test, test mì giùm tao đi. Vô. Vùng lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây trên má em đây. Đẹp tựa như lá me bay đem tình anh cho thầy. Ghê quá mày. Mày hát về tao rồi tao cười chứ mày làm gì mày nói ghê. Cái má của má sể trơn kìa. Thôi mày đừng có hát bài này, tao không thích bài này đâu. Bây giờ mày mở một cái bài nhạc gì đó ca ngợi sắc đẹp tao lên coi. Rồi rồi, ca ngợi sắc đẹp luôn rồi. Hey. Ai đó. Ai ghê trời ơi. Thấy chưa? Trời ơi. Bung nút tao rồi. Trời ơi à, vậy chứ. Không hát bài này đâu. Bài này không hợp lứa tuổi tao. Lứa tuổi của tao là phải hát bài mà người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá. Cho mượn cái nón lá coi bà thím. Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng người sao lưu luyến quá. Hẹn lại một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Nội nội nội, nội hát xong chưa nội? Hát xong rồi. Cho con mượn cái nón đi bán đi nội. Vậy thôi đó hả? Ừ. Làm mặt hai tiếng hồ xuất hiện chỉ được 2 phút đi nội ơi. Buồn số phận quá. Ai không chỉ lộn không? Không chỉ lộn nè. Không chỉ lộn nè, không chỉ lộn. Thân hình thì thật là tràn trề mà xuất hiện thật là ngắn ngủi ha. À. Bình thường thôi con. Ý rằng là canh giờ này ba hát mày đi ngang cho giật cái nón gì đó. Mà mới hát cái chiếc nón lá mà bị giật nón rồi đó con. Chứ hát cái áo là bắt chiếc đầu. Áo bà chạy đi con, con chạy đi. Rồi xong bà chạy tới cái áo bà luôn. Trời rồi. Trời ơi. Gì vậy? Cái gì nữa vậy? Gì vậy? Nội nội mới hát gì nội? Chiếc áo bà ba. Con cho nội mượn nè. Thôi được rồi đi, ừ, đi. Trời ơi. Trời ơi trời à. Trời ơi tôi nhớ cái sớm rồi đâu phải sớm lò heo đâu trời. Trời ơi. Thôi hát hoài bài này mệt quá mày ơi. Thôi ngồi xuống đây nghỉ đi, hát thò hoài nên... À mà cũng vui. Gì vui hoài? Thật ra tao đang rất là buồn. Tao đang buồn dữ lắm á. Trời. Mày biết tại sao không? Tại sao? Tại vì cái ngành nghề xe ôm tao đang bị ảnh hưởng rất lớn. Không biết có một thế lực đen tối nào đó đã đang muốn giành khách với tao. Tao đang rất buồn. À. Nhưng mà tao vẫn còn một người khách hàng thân thiết cuối cùng. Một cái người đi xe ôm tao 20 năm rồi mà tao sắp cấp cho một cái thẻ kêu bằng thẻ membership. Gì? Gì? Mày không có đi siêu thị hả? Thế thẻ thành viên đó. Thế nói chuyện là biết cái mặt không có đi siêu thị, cái mặt mày chợ quá hả? Mất cười quá ai mà biết đâu. Chợ chồm hổm luôn đó thấy không? Bất bối ha. Bây giờ cái người khách cuối cùng của tao là ai? Là ông Bảy. À? Đi làm nghe. Rồi tôi chạy cẩn thận đi. Lên xe nè. Đi nè. Tôi không đi xe ôm của bà đâu.
tôi đi xe online rẻ hơn bà 5.000. Vậy là tao mất luôn người khách cuối cùng rồi đó. Ờ. Trời ơi. Vậy tự nhiên cười. Thật ra tao đang rất là buồn. Buồn không phải ở đây, là vì ổng mất khách của tao. Tao buồn là bởi vì thằng cha này phản bội. Mà phản bội gì, người ta thương bà nội 20 năm tại bà nội không chịu với bộ. Thì đó, tao đã tính rồi, tại thằng cha này không biết kiên nhẫn. Tao tính vào ngày sinh nhật lần thứ 80 của tao à. Khi tao thổi ngọn nến cuối cùng, tao đồng ý lấy ổng đó. Trời ơi, thổi xong rồi hai người chung vô hòm nằm hả? Mày im đi, mày ăn ngon có duyên. Bởi mày yêu thầm con tao rồi hồi nó còn nhỏ. Bây giờ nó lớn lên nó lấy vợ nó đẻ con, nó chết luôn rồi mà mày vẫn không đến được với nó hả? Cười gì mà cười? Má, sao má giặt áo cho người xem lưng vậy? Thôi mày nín đi, để tao hát tiếp coi. À, buồn quá. Ân tình tựa đầy phai phôi, chỉ còn lại dư âm thôi. Người ta bỏ đi thật rồi à. Người đã quên đi. Vô nước biển. Xa nhau thật rồi. Thôi nghỉ luôn đi, nghỉ đi. Nghỉ đi. Sao vậy? Ôi à. Má đây, hát một cái tông, không có cái tông nào vô cái tông nào. Con muốn tông vô vách luôn á má. Kệ sao, khỏi hát nữa đi. Ờ, nghỉ đi, thôi để dành mi cho con mi nó dễ nó hát đi. Đúng rồi. Ơi. Hay da. Ông ơi, ông đặt xe cháu đúng không? Đúng rồi. Dạ, con mời ông lên xe. Mày bước xuống xe. Ê, dạ. Ê. Gì vậy? Bước xuống cạch tại đâu với tao nè. Vậy, trời, muốn có hại người ta không? Chặn tay đâu vậy trời. Tụi bay xuất ra. Ok. Có chuyện gì vậy bà? Tụi bay sắp vô. Sao vậy? Nó bự quá. Trời ơi. Không phải tao sợ nó bự đâu, thật ra tao đánh lộn nó sợ cô đơn. Trời ơi, bà nội đánh lộn cạch tay đôi mà sợ cô đơn. Không, tao cạch tay đôi tao quy định bên phe tao phải 5 người đổ lên á. Dạ. À, thôi nghe. Bà, bà có gì vậy bà? Sao? Má. Dạ. Tại sao mày muốn vợ tao? Hả? Thôi mày thôi. Mày ăn vô. Bà mày đánh mày với nhau. Hả? Mình tới đây bà. Nước biển, nước biển. Nước biển kìa. Trời ơi. Tiểu vậy là coi được. Biển, tiểu bây giờ đi nè. Đó. Thôi nghe trời. Bà ơi, bình tĩnh lại nè. Tại sao một tuần lễ này mày giành khách với tao? Tao không còn một người khách nào hết. Ông Bảy là người khách cuối cùng mà cũng giành luôn là sao? Không có, chắc là bà hiểu lầm con rồi. Mọi người hãy ngồi xuống ghế đi, nghe con nói nè. Cuộc sống này ai cũng lo cơm áo gạo tiền. Bà chạy xe ôm, con cũng chạy xe ôm online. Bà cần tiền, con cũng cần tiền. Bà nuôi gia đình, con cũng nuôi gia đình mà bà. Con cũng cực khổ lắm bà ơi. Bà chạy tư nhân thì còn đỡ, con chạy cho công ty cuối tháng còn phải trả phần trăm nữa đó bà. Nhưng mà được cái an toàn, tại vì con được tập huấn một lớp là xử lý tình huống xấu khi chở khách, rồi con biết người khách nó như thế nào, rồi đi đâu đến đâu và về đâu nữa đó bà. Con đang cố gắng có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc, công bằng dân chủ dân minh, và góp phần xây dựng một thành phố xanh sạch đẹp. Nào, chúng ta hãy cùng nhau làm điều đó. Xí cho tao hỏi thăm coi. Dạ. Thằng này ở đâu ra, sao nó nói chuyện sặc mùi phường khóm vậy? Dạ, con là tuyên truyền viên xuất sắc của khóm 3 phường 7. Ê mày. Dạ. Tự nhiên đi tuyên truyền mở nhạc bóng đá vậy mày? Mở cho không khí. Tào lao không à. Thôi mà nó nói vậy tao thấy cũng phải đó. Dạ. Cảm ơn lời nói của chú ba tổ trưởng. Dạ. Tôi đồng ý đi nghĩa vụ quân sự á. Dạ. Cái vậy tự nhiên đi nghĩa vụ quân sự tụi bay. Ôi chú ôm xe ôm. Đi. Tao chưa nói mà mày nhảy vô hoài à. Tao đang nói là cái nó đợi nó nói tao cái gì. Nó làm cái gì? Dạ. Sao tôi nghĩa vụ quân sự là tao sao? Tưởng tao nói thuyết phục tao đi nghĩa vụ quân sự. Trời ơi. Làm loãng à. Dạ dạ. Xe ôm nè. Con là xe ôm. Tao biết rồi. Dạ. Mày khéo đúng không? Dạ. Bà ơi, trời ơi, nói tới mày vậy. Mày khéo đúng không? Dạ dạ. Tao xin lỗi mày. Dạ. Tại vì đánh bà nóng quá. Bà thấy mày giành khách với bà. Bà mới đổ cái bô lên 2 triệu mà bây giờ không có khách đi. Dạ. Buồn quá trời buồn trong lòng. Dạ. Hay da thiệt tình bây giờ thôi. Giờ dạ. Hiểu được con cũng hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Thôi mày khách mày cứ chở đi. Dạ dạ. Nói chung là tao đói tao vẫn đói. Vậy đi. Cho vui là được rồi. Thôi chú ba tổ trưởng về phường làm việc đi nha. Dạ. Con thấy mọi người ở đây vui vẻ quá. Cho con ở đây lại chia sẻ vài điều nhé.
ở lại chơi hả? Dạ. Ngồi chơi, ngồi chơi. Dạ, dạ, dạ. Sớm vui vẻ lắm. Dạ, dạ, dạ. Nói chơi, ngồi đây chơi chứ. Cái dạ. Chiếc xe để không, phải không? Dạ. Mượn chìa khóa đi. Dạ, dạ. Tự chạy luôn đi cha. Dạ. Nhớ đổ xăng cho ngã. Dạ. Chú chạy xe cẩn thận à. Dạ. Rồi. Ây cha. Rồi vô cái nè. Chết rồi mơi. Cái gì vậy? Tới giờ rồi. Giờ gì? Solo cùng Bolero. Anh tới giờ trực tiếp hả? Tố mi nó thi đó. Bây giờ coi bằng cái gì? Coi bằng TV. TV mày đâu? Sao nè? Nằm xuống coi. Ủa? Cái này cười xuống Việt Gia Bảo kìa, tao thích lắm á. Bắt qua đi, bắt qua đi. Thôi coi Gia Bảo hay tao thích. Lát về mua đĩa coi sao. Bye bye anh Gia Bảo coi sao nha. Qua Tố mi nè. Cháu chào đó mày. Đẹp quá. Cái đầm đẹp không? Trời đẹp. Cái đầm đó tao dẫn nó đi mua chợ Sói Kình Lâm á. Dạ. Nó nói chịu hai, tao chạy 120 tao bán hai cái luôn á. Trời ơi dễ được. Dạ. Ồn quá sao mà coi được, kiếm lặng với má. Thôi coi TV này mỏi quá mày ơi. Nói vậy. Tắt đi. Dạ, sao vậy? TV này coi mỏi lưng quá. Tắt đi. Coi TV của tao nè. Có TV luôn à? Tao mới mua cái TV hay lắm. Chờ tao chút xíu nha. Dạ vậy. Thôi coi. Ai muốn xem TV? Trời ơi. Hãy đến nhà của tôi. Đây. Đẹp không? Đây là cái TV thông minh á mà chồng tôi để lại cho tôi được năm 1920 á. Trời ơi, năm 1920 tới giờ mà bà kêu thông minh đó. Thông minh ở cái chỗ là 9 giờ tối muốn coi thì 3 giờ chiều phải tra tấn đánh đập hành hạ nó đau quá nó mới hát cho coi. À giờ hiểu rồi. Hay lắm đó. Ừ. Cái TV này hôm bữa trước á, tôi đang coi đá banh. Vậy mà cầu thủ chạy đằng trước mà cái trái banh chạy đằng sau đó. Rồi sao? Sao vậy? Nó bị lỗi cục màu. À. Cái tôi mới nhờ hay lắm, TV trực tuyến mà. Tôi mới nhảy vô trong cái màn hình, tôi lấy trái banh tôi để trên trước cho cầu thủ đá tiếp á. Ồ hay quá. Nói cho nghe nè, bữa vừa rồi tôi coi trận đá banh nữa. Rồi. Trời ơi, thủ môn á, tự nhiên không biết sao bị trọng tài cho thẻ đỏ thủ môn đội nhà. Tôi tức quá tôi nhảy vô, tôi giật cái thẻ đỏ tôi xé tôi đi ra luôn đó. Ôi trời ơi. Chết chết. Dạ dạ. Chính dữ mà. Dạ, dạ. Dạ. Bây giờ á, còn coi thời sự. Trời ơi, vậy giờ con My nó hát. À coi My hát hả? Dạ, coi My. Bật TV coi My hát nha. Rồi. Con My à. Trời đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá em ơi. Người đi đi ngoài phố. Cái son nó hơi bị lem. Nắng tắt bên sân. Người đi đi à, ngoài này, phố. Bóng dáng xưa mịt mù, anh ghế đã chiều công viên ngày xưa đã hết rồi. Hay quá, hay quá em ơi. Người đi ngoài phố, người đi ngoài pháo đó. Bỡ ngỡ bờ vơ, người đi đi ngoài phố. Xin chúc mừng ca sĩ Tú My đã trở thành á quân của chương trình Solo cùng Bolero. Wow! My ơi, mai về phường anh hát cái My. Dạ, dạ. My. Em, bây giờ cháu tao là ngôi sao rồi. Xin ra. Dạ, mày. Ôi, dạ, mày thật giải mày rồi. Tụi bay, muốn lại gần cháu tao phải để tao ra coi tụi bay có bơm trong người không cái đó. Dạ, phải xếp hàng không phải không má. Xếp hàng vô xếp. Mày đi ngang sao? Ủa, con lụng con đứng trước đúng rồi. Tao xét từ mập đấy ốm. Trời ơi. Con ốm nhất bà nội. Mày vẫn chưa phải là người ốm nhất, xích vô. Ra đây tôi xét cái chị ơi. Rồi sáng xong rồi chị vô TV tiếp đi. Mèo mèo. Gâu gâu. Xách TV vô trưa luôn đi ha. Dạ vâng. Cảm ơn nhiều nha. Dạ vâng. Chớ mày. Dạ dạ. Qua. Qua. Hết giờ. Ây. Thế con chưa thấy con mày nữa trời vậy. À còn mày nữa hả? Cứ còn con đi sao lưng. Quay qua tao xét nè. Bơm. Cái gì vậy? Bơm nổ. Ở đâu? Trong người mày đó. Này hả? Ừ. Bậy bụng phải bơm bụng. Trời đất. Bụng hả? Bụng. Ủa có bầu xong đẻ để chi cái bụng kêu dữ vậy?
Cái này là mở tự nhiên chứ phải bầu nhân tạo. Nó đâu ra lại cây của máy, máy bị hư kìa. Sao nó kêu nó gây vậy? Bị hư rồi. Nó đâu ra lại cái. Ra lại. Bom bom. Lớn. Chưa làm gì hết. Chưa hả? Chưa. Cây đâu hư hả? Bị hư rồi. Sao kỳ vậy? Mi đưa bà nói ra thức á Mi. Cứ rồi. Hả? Sao kỳ vậy ta? Để đâu ra trao thức coi. Chúc mừng con. Ủa vậy con sắp có chú hả bà nội? Ủa nói về con trai sao? Dạ không phải, chuông điện thoại của con reo. Trời ơi. Thằng ông xấu đầu như này mà. Dạ dạ, alo. Dạ hôm nay nghỉ ngày. Dạ em bận tuyên truyền mấy cô bác phường kế bên nè. Cho mượn nói chuyện chút xíu à. Mượn dạ. Nói chuyện khách chút xíu à. Dạ. Alo, tôi là bà nội của Trống Mi Solo cùng Bolero nè. Mốt đi xe hôm ủng hộ tôi đừng ủng hộ này nha. Xe tôi mới đổ bô lên 2 triệu đẹp lắm. Vậy nha, gọi điện thoại cho tôi nha. Cảm ơn nha. Dạ. Ê, bà nói bà không đi mày nữa đâu, từ ngày sau mày ế rồi đó. Nó không người khác luôn. Con mày được vô gặp rồi. Dạ cảm ơn má. Hết giờ thăm nuôi luôn. Hả? Giao lưu với bà nội nè con, kể tụi nó đi. Ây cha, chúc mừng con gái nha. Thành công rồi. Vậy bà nội cũng mừng, lo lắng cho con mấy chục năm nay mày thành công, tao mừng quá hà. Con cảm ơn nội. Trời ơi, hôm nay con có một tin vui báo cho nội nha. Tin vui gì nữa, nói nội nghe coi. Dạ, con cảm ơn nội từ nhỏ giờ đã lo lắng chăm sóc cho con. Nhưng mà kể từ bây giờ nội là sẽ có một người thay thế nội lo lắng cho con, đầu tư cho con phát triển sự nghiệp. Được quá vậy con. Nói dạ. Cho cái người đó ai để nội cảm ơn người ta nè. Dạ mẹ con. Mẹ con là sao? Dạ mẹ con á. Mẹ con là sao kìa? Dạ thưa má con mới về. Hả? Má của con Tô Mì. Dạ. Con dâu của má nè má. Má Tô Mì hả? Thì ra mít tú nữ đây sao? Mày lên đây mày. Tào lao không à. Mày đó. Mày mới giống trái mít nhất đó. Dạ. Đó. Y như trái mít đụng rồi thấy không? Bực bội à. Dạ má. Con. Má khỏe không? Không. Tại sao mày bỏ, mày bỏ cha con đó mày đi 20 năm trời. Mày đi đâu mà bây giờ mày về mày nhận con hả? Tao không tin mày là má của nó. Má ơi, làm sao mà má không tin được đi nè. Dạ. Con là con dâu của má mà. Má coi nè, tuy là con xa xứ nhưng lúc nào á con cũng giữ bên mình cái tấm hình của ba con Mi. Má coi nè má. Con mượn cái nha. Nội. Đúng rồi, y chang tấm hình của bà nội hay đem trong người luôn á. Bà nội cùng lúc nhìn hai tấm hình coi. Ý mình nói tao lé hả? Không phải, ý là hai làm tấm... sao cùng lúc tao coi được hai tấm hình mày? Con mắt tao tẹt làm hai hả? Mày cũng nghiệt ngã lắm. Cầm ý... Im đi, để tao coi. Hai tấm đúng là một rồi. Nhưng mà tao vẫn không chấp nhận. Đi đi. Má. Nội. Con xa mẹ con nhỏ giờ mình để rồi để cho mẹ con ơi. Con đoàn tụ không. Rồi. Con ở phương trời xứ lạ. Nhưng lúc nào con cũng nhớ về gia đình, nhớ về quê hương của mình mà má. Con ngó về cuối trời, tay ôm khi bận tình yêu đã yêu lâu rồi. Giờ con xót lại tấm hình riêng giữ mà thôi. Hình hài này giết lần con cũng bởi lời thề non hẹn ước. Thôi cô đừng nhắc con trai tôi làm gì. Má. Trò như không biết hãy tìm quên đây. Má ơi. Từ khi cô lỡ cất bước ra đây, lòng con tôi đau xót giây phút không ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ta ra răng ta răng tan thành thành thành. Má ơi, về con sớm xin lỗi tôi, má mà về má. Sớm tôi rồi cạch với tôi hả? Tôi có vũ đoàn hỗ trợ thấy không? Con xin lỗi má mà. Xin lỗi cái gì? Hát mà chơi bắt trong cao cho người ta hát không được mà xin lỗi cái gì? Con xin lỗi mà má ơi. Ngày xưa vì hoàn cảnh gia đình con bắt ép con đi đến nước ngoài cùng với gia đình khi mà con bé Mi nó còn nhỏ. Con đâu có biết gì đâu, con cố gắng liên lạc gì đây mà không có cách nào liên lạc được. Mà cũng may á, nhờ bé Mi nó thi chương trình solo cùng Bolero. Rồi á, con thấy cái phóng sự trên TV, con thấy cái mặt của má chào bá trên đó. Con mới nhận ra gia đình mình đó má. Má ơi, kỳ
này con về á, con xin phép má cho con được thăm má là trước nhất, sau đó cho con dẫn bé My đi ra nước ngoài để chăm sóc cho nó nha má. Cái gì? Dạ. Bắt con My đi hả? Dạ. Trời ơi bà, con trong xóm này phụ với tao nuôi nó xưa giờ, giờ rồi bắt nó đi. Dạ. Trời ơi, mấy mọi người ơi, rồi bắt My đi kìa mọi người ơi, đuổi nó đi giùm tôi đi mọi người, đuổi giùm tôi đi. Má. Đi. Sao không ai nói tiếng nào hết vậy? Để tự tôi làm. Đi. Tha cho mẹ con đi mà nội. Nguyên cái xóm này đuổi đi rồi đó. Đi. Má. Má ơi, con nói cho má nghe nè. Mẹ con người ta là mẹ con ruột, thì về nhận nhau rồi cho con My nó đi với má nó đi má. Tao nhận nó, tao bỏ mày đó. Nó khóc nó lâu chịu đâu, thấy không? Không, con đồng ý cho mẹ con nó đoàn tụ. Hả? Mày có mẹ nuôi được rồi. Con hai mẹ được mà nội. Mày muốn có hai mẹ hả? Dạ. Vậy thì mày sẽ mất đi bà nội. Má. Mày về rồi tao đi. Má. Rồi. Má ơi, nếu như mà con về đây con làm buồn lòng má, xin phép con không dám nữa. Mẹ à, mẹ xin lỗi con. Mẹ, mẹ đừng bỏ con. Thưa má, mà con đi. Mẹ, con xa mẹ từ nhỏ đến giờ, mẹ đừng bỏ con thêm lần nữa được không mẹ? Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, con người ta khó có thể biết được là chúng ta đang ngõ đi hay đang chạy trốn. Chân bước đi nhưng mà lòng nặng trĩu, dù gì thì cũng biết bao nhiêu kỷ niệm, làm sao có thể chị tôi già nó lại nó đứng rồi mỏi không chị? Dạ vâng, làm sao có thể dứt áo ra đi một lần nữa trước áp lực gia đình ơi. Dạ tôi mỏi lắm chị, nó lại không tôi cái. Dạ bác mỏi thì bác đi vô đi. À tôi vô. Dạ. Trước áp lực gia đình, người con gái đành gối ghém hết tất cả những kỷ niệm đông đầy hạnh phúc và xin trả lại thời gian. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui, ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi, ngồi viết tâm sự nhớ gương về quá khứ, trơn lệch nét suy tư bao năm thầm kín cho thương ta áo tim, những đêm khuya lạnh nghe trái sầu gió bao tim. Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đêm thơ về ghém nhạc thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ gì, cuộc đời từ đây bao giờ mới được. Tan 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 tan. Mẹ đi. Mẹ. Chào mình em đi. Mẹ ơi. Và trong cái ngữ cảnh như thế này, thì dù đúng dù sai thì nỗi đau còn lại vẫn đè nặng trên đôi vai của người con gái. Và bao nhiêu năm xa cách cũng biết bao nhiêu điều để nói với người mẹ vừa gặp lại đã vội ra đi. Mẹ đi, con ở lại, ráng ở lại mà chăm sóc nội con như ông My. Mẹ con mà. Mắt trần lúc sinh ra đời, bóng hình trước tiên con nhìn là mẹ dòng. Chân
run sợ có ngày mồ côi. Mẹ ơi. Thôi Mi à, mẹ đừng có bỏ con mà mẹ ơi. Con đã nói như vậy rồi, mẹ không thể nào ở lại được nữa. Nội. Má. Nội. Má thấy vậy tội không? Má đừng có chia rẽ mẹ con nó được không? Mày à. Bà ơi, bà đừng làm như vậy mà. Đừng có làm Mi buồn nội ơi. Bà đưa mày phản kèo tao ha. Mèo ơi, đứng về phía tôi đi mèo. Gì tự nhiên cái tự nhiên ra vui ngang vậy? Tao đang rất là vui. Gì vậy má? Tao vui là bởi vì á, tao giả bộ vậy thôi. Chứ à, mẹ con nó gặp nhau mà chia rẽ ai đỡ chia rẽ mẫu tử thâm tình phải không? Thật hả nội? Thôi trời vậy thôi chứ à, nó được vậy phải mừng cho nó. Dạ. Bây giờ má nó có tiền lo nó đi nước ngoài đầu tư nó thành ca sĩ. Chứ dạ, bây giờ bà nội đâu có tiền chạy xe đâu có được bao nhiêu nữa đâu. Dạ. Nội à, cho con đi với má con. Dạ. Cho nó vui vẻ rồi má con sống với nhau hạnh phúc. Đừng có nghĩ gì tới nội hết trơn á. Dạ. Cho đi á, đi đi ha. Con cảm ơn má. À. Nội. Thôi đừng lo cho nội nữa mà. Dạ không, con chào nội con đi rồi. Trời, trời ơi. Đi con, ghê lên. Trời ơi. Đi chị. Trời ơi. Sao không bà? Rồi cái bà tự nhiên. Mừng lên, vui lên. Nó đổi đời mà. Sống gì ích kỷ vậy? Tụi bay sống ích kỷ đâu, tao không có chơi với tụi bay nữa nha. Cấm làm bạn nhậu tao nữa à. Nghĩ đi mày. Còn con này á, khóc khóc nha mày. Nha, chuyện nhà tao chuyện vui nha, phải vui nha. Không có khóc nha. Đứa nào mà buồn là chết với tao à. Tao nói rồi đó. Nghe chưa? Mày nội ơi! Mày 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 sao nội với mèo nó cấp cứu rồi đó nội? Tất cả nó bị tao lừa à? Trời ơi! Má! Trời! Tao biết mà! Dễ gì con Mi nó bỏ tao được! Cái gì vậy? Con cũng lừa nội nãy giờ đó. Mày lừa tao cái gì vậy? Sao con bỏ nội được? Mẹ con không phải đến đây để về đây để bắt con đi đâu. Mà mẹ con về đây để sống chung với con và nội. Là nãy giờ tụi bay gạt đó hả? Dạ. Trời đất ơi, mà nó nói vậy thiệt không? Dạ thiệt. Thưa má, trước hết đó con về đây con xin lỗi má. Và sau đó xin phép má để cho con được chăm sóc báo hiếu má cho những ngày má trong tuổi già nha má. Được không má? Chắc được á. Vậy vui nhà vui cửa. Ê, nó nghe nè, nó nghe nè. Nó nghe nè, chuyện vui quá. Ăn hộp vịt lộn xả xui đi. Đi ra. Trời ơi, bà nội này chị. Con mập tào lao hả? Vậy là giờ gia đình mình đầy đủ rồi đó hả? Đám cưới rồi. Con bị thừa đúng không? Chào má con đi. Sao? Đi mạnh giỏi nha con. Giỡn. Đó mình vui vẻ hết rồi.